Thiên đạo đồ thư quán, Trương Huyền. Trương 1351, lại gặp tiên thiên thai độc một. Minh Lý Chi nhãn chiếu giỏi, trong hồn phách to lớn, một dây nhỏ màu nâu xanh dạo chơi ở bên trong, như một ký sinh trùng, cho người ta một loại cảm giác không hợp nhau. Là, tiên thiên thai độc, con người hắn co rụt lại. Sự tình trong cơ thể hắn có tiên thiên thai độc, ở thiên huyền vương quốc liền biết, chỉ là thứ này bị thiên đạo chân khí áp chế, không cách nào phản kháng, tạm thời không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì, thời gian lâu rồi cũng không thèm để ý. Dựa theo ý nghĩ trước đó, chỉ cần trước 30 tuổi đạt tới danh sư cửu tinh, liền khẳng định có thể giải quyết, làm sao cũng không nghĩ tới. Cái đồ chơi này, lúc nào chạy đến trong linh hồn. Trước đó ở trong thân thể, có thể dùng thiên đạo chân khí áp chế, trong linh hồn, làm sao bây giờ? Mí mắt nhảy lên, vẻ mặt Trương Huyền khó coi. Linh hồn là cơ sở của hết thảy, không còn, chính là thật chết đi, một chút khả năng sống cũng không có. Vốn còn nghĩ tu luyện linh hồn thật tốt, thực không giải quyết được, nghĩ biện pháp đoạt xá, cuối cùng có biện pháp trùng sinh. Hiện tại xem ra, căn bản vô dụng. Thứ này chẳng biết lúc nào giấu ở trong linh hồn. Trước đó linh hồn quá yếu, không phát hiện được, giờ phút này hồn thể đột phá 10 mét, lực lượng năng lực đều tăng lên rất nhiều, lúc này mới phát hiện không đúng. Có lẽ, tiên thiên thai độc, vừa ra đời liền bị trồng ở trong linh hồn. Tiên thiên thai độc, là ở trong bụng mẹ, bị ám toán hình thành, lúc ấy linh hồn không có trưởng thành, rất có thể không chỉ thân thể có, linh hồn cũng sớm có. Chẳng qua lúc đó hồn phách nhỏ yếu, không cách nào ly thể, không cách nào dò xét mà thôi. Hiện tại hồn thể đạt tới 10 mét, dường như nó cũng nương theo tăng trưởng, lúc này mới bị hắn phát hiện. Nói cách khác, thời điểm linh hồn yếu, Tiên thiên thai độc che giấu ở trong linh hồn cũng yếu, mà bây giờ hồn phách mạnh. Nó cũng mạnh mẽ theo. Nên làm cái gì bây giờ? Sẽ không tiếp tục tu luyện linh hồn, cái đồ chơi này sớm hạ độc chết ta chứ. Hắn cực kỳ buồn bực. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhìn bộ dạng của thai độc, không có thiên đạo chân khí áp chế, rất dễ dàng ăn mòn hồn phách, một khi hoàn toàn ăn mòn, chỉ sợ thần tiên cũng cứu không được. Cái này gọi là chuyện gì? Người khác xuyên Việt đều là thiên tài, bản thân thành củi mục ngược lại cũng thôi, còn tặng cho cái này, làm sao bây giờ? Thiên đạo vu hồn, mặc dù nghịch thiên, lại không cách nào hội tụ thiên đạo chân khí, không có chân khí, thai độc này liền có thể muốn làm gì thì làm, cũng không thể để sinh mệnh bị dạng đồ vật này khống chế A. À. Trừ khi, có đồ vật có thể xâm nhập linh hồn, áp chế thứ này. Chân khí không cách nào đi vào linh hồn, Vậy cũng chỉ có thể tìm đồ vật khác có thể xâm nhập linh hồn tới đối kháng. Nếu không, một khi tên này tâm tình không tốt, làm loạn một hồi, mình có khả năng sẽ chết. Thật giống như thân thể, có thiên đạo chân khí gia trì, cho dù có tiên thiên thai độc, cũng không lo lắng quá mức, chỉ cần không toàn diện bộc phát, liền có thể áp chế. Mà bây giờ linh hồn không có đồ vật đối kháng, chẳng khác nào một mực ở trong nguy hiểm. Loại tình huống này cũng không phải hắn muốn nhìn thấy chức nghiệp phù hồn trực tiếp tu luyện hồn phách ta được tất cả truyền thừa của mặc hồn sinh cũng không có phương pháp áp chế loại thai độc này hơn nữa phù hồn bị danh sư đường tiêu diệt truyền thừa đã sớm cắt đứt cho nên nghề nghiệp này đối với giải quyết vấn đề tác dụng không lớn hắn cúi đầu trầm tư không có truyền thừa liền không có thư tịch tìm không thấy thư tịch liên quan tới linh hồn dung hợp không được thiên đạo công pháp áp chế thai độc chẳng khác nào không có tác dụng gì giờ phút này hắn bó tay toàn tập chỉ có thể gửi hy vọng ở chức nghiệp có ảnh hưởng với linh hồn một chút, mà từ đó tìm ra thư tịch đối ứng. Danh sư học viện thập đại viện hệ có thể sinh ra ảnh hưởng đối với linh hồn, chỉ có thư hỏa viện, ma âm viện, kinh hồng viện. Thư hỏa sáng suốt, tĩnh tâm, để cho người ta ý cảnh cao xa, đối với linh hồn không cách nào tạo thành công kích. Mà ma âm viện cùng kinh hồng viện có thể mê hoặc nhân tâm, sinh ra công kích với người, nếu như muốn tìm thư tịch, hẳn là hai học viện này trong danh sư học viện, luyện đan, luyện khí, thiên công, thuần thú. Đối với linh hồn tác dụng không lớn. Thư tịch có quan hệ tới linh hồn, chỉ có Ma Âm học viện cùng Kinh Hồng học viện. Hai học viện này, lấy mê hoặc lòng người làm chủ, hẳn là có thể có không ít bí tịch liên quan tới phương diện linh hồn. Ừm, Hưng Đông đi xem một chút. Thời gian không đợi người, hắn cũng không muốn chờ bị Tiên Thiên Thai độc giết chết. Nhưng hiện tại đã qua nửa đêm, chạy đến ma âm viện hoặc kinh hồng viện, khẳng định cũng tìm không thấy đồ vật, còn không bằng hừng đông lại nói. Mặc dù theo khảo thí kết thúc, lão sư bắt đầu tuyển nhận học sinh, nhưng đối với hắn có đi hay không đều được. Nếu như muốn bái sư, trước đó liền đáp ứng triệu bính tuất viện trưởng, không cần phải đi tìm lão sư bình thường. Không bái sư, có thể lên lớp học công cộng, mục đích hắn đến học viện là tìm sách, đọc sách, có lão sư chuyên môn chỉ điểm hay không không đáng kể dù sao cũng ngủ không được không bằng trước về đi nhìn xem thuận tiện an bài đám người vương dĩnh tôn cường một chút khôi phục thể lực lại thêm tiên thiên thai độc quấy tâm khẳng định là không ngủ được còn không bằng thừa dịp bây giờ đi về xem tôn cường tìm địa phương như thế nào thuận tiện chỉ điểm mấy học sinh một chút để bọn hắn nhanh chóng tiến bộ không nên để đám người viên đào triệu nhã lộ sung kéo quá xa ra khỏi phòng bóng đêm như nước sao dày đặc đầy trời học viện có thánh giả, phi hành rất dễ dàng bị phát hiện, do dự một chút, trương huyền triệu hoán tử dực thiên hùng thú tới. Không ít học sinh trong học viện đều có chức nghiệp thuần thú sư, linh thú phi hành có thể tự do phi hành ở trong đó, sẽ không thu hút quá nhiều người chú ý. Nhảy lên lưng thú, thẳng tắp bay ra ngoài học viện. Trước khi đi lôi viễn phong khảo hạch, Tôn Cường đã tìm được chỗ ở, cũng nói cho hắn địa chỉ, điều khiển thiên hùng thú, một mạch phi hành, sau mười mấy phút, một tiểu viện không lớn xuất hiện ở trước mắt. Cái viện này chỉ có mấy trăm mét vuông, so với phủ đệ trước kia là kém rất nhiều. Nhưng có thể ở trong Hồng Viễn Thành tắc đất tắc vàng tìm được tiểu viện lớn như vậy, khẳng định cũng rất khổ công. Thân thể khẽ động, đang định từ trên lưng thú nhảy xuống, đột nhiên nhíu mày. Chương 1352, lại gặp tiên thiên thai độc hai. Minh Lý Chi Nhãn, ánh mắt như điện, thẳng tắp nhìn xuống dưới. Lập tức nhìn thấy mấy bóng đen, an tĩnh đứng ở bốn phía tiểu viện, không biết muốn làm gì. Rõ ràng đều là cường giả đạp hư cảnh. Mặc dù mấy người này giấu rất bí ẩn, nhưng Minh Lý Chi Nhãn có thể xem thấu bản nguyên, căn bản không tránh né được. Xuyên thấu qua che giấu có thể thấy được, lực lượng trong cơ thể đám người kia mơ hồ, cho người ta một loại cảm giác như cự long ẩn núp, vậy mà đều là hóa phàm bát trọng đạp hư cảnh. Người mạnh như thế, lặng lẽ trốn ở chung quanh tiểu viện mình làm gì? chẳng lẽ muốn mưu đồ quấy rối với đám người tôn cường. Đám người tôn cường mới vừa đến, một nghèo hai trắng, đến cùng là đồ vật gì, có thể để cho đám cao thủ kia ngấp nghé. Cường giả đạp hư cảnh, mặc dù ở Hồng Viễn Thành không tính là cao thủ, nhưng tuyệt đối được xưng tụng cường giả. Người mạnh như thế vây ở chung quanh tiểu viện đến cùng muốn làm gì? Đám người tôn cường, trịnh dương, có thể được xưng là kẻ nghèo hèn, cũng không có gì để cho người ta muốn đoạt a hát vừa vặn thử tu vi một chút. Ánh mắt hắn dương lên, ở lôi viễn phong tu vi đột phá kiểu thiên cảnh đỉnh phong, lực lượng chân khí đạt đến 800 vạn đỉnh, tại địa hỏa thông đạo ngũ diệu kim thân đột phá tầng thứ hai, lực lượng thân thể cũng đạt tới 800 vạn đỉnh, lại phối hợp hồn lực 320 vạn đỉnh, lực lượng tiếp cận 20 triệu đỉnh, coi như hóa phạm bát trọng đạp hư cảnh hậu kỳ, cũng có thể chiến một trận. Những gia hỏa này không biết từ nơi nào xuất hiện, tới mưu đồ quấy rối, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Hô! Thân thể khẽ động, từ trên lưng thú bay đi. Tử dực thiên hùng thú bay cực cao, những người kia giấu ở phía dưới, căn bản không có phát giác. Vận chuyển chân khí, hồng trần đạp thiên bộ ra trì, như một cọng lông hồng, mượn nhờ màn đêm chậm rãi trôi xuống. Trước từ yếu bắt đầu. Giấu ở chung quanh tổng cộng bốn cái, thực lực thấp nhất chỉ có đạp hư cảnh sơ kỳ, người như lá khô, trương huyền theo gió lướt nhẹ, đi tới trước mặt. Thiên đạo chân khí phong tỏa huyệt đạo, cả người như một u linh, đừng nói đạp hư cảnh, coi như tầm phong cảnh tới, chỉ sợ cũng khó mà phát hiện. hắn nhướng mày, lực lượng toàn thân hội tụ, nhẹ nhàng nhấn một cái. Hắc y nhân giấu ở sau cây khô, chỉ cảm thấy phía sau lưng chấn động, một cỗ lực lượng khổng lồ tuôn ra, ngay sau đó kinh mạch toàn thân liền bị phong tỏa. Phù phù, mắt tối sầm lại, nằm trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. rất đơn giản a hát, hai mắt trương huyền tỏa ánh sáng trước kia gặp được cường giả đạp hư cảnh trốn cũng không kịp căn bản không dám tới gần mà bây giờ đã có thể tiện tay đánh chết đánh ngất xỉu một cái nhìn thoáng qua vị trí thứ hai lần nữa đi tới trước mặt vị này là đạp hư cảnh trung kỳ tính cảnh giác tương đối cao vừa tới trước mặt liền phát hiện đang muốn kinh hô lại cảm thấy một cảm giác linh hồn áp bách tuôn đến để hắn nói không ra lời phu hồn công kích mặc dù đối phương là cường giả đạp hư cảnh nhưng ở phương diện linh hồn so với hắn vẫn kém rất nhiều công kích như vậy đủ khiến đối phương ngớ ra nửa cái hô hấp dù thời gian không dài nhưng chiến đấu coi trọng một cái trước mắt hắn đã đầy đủ chém giết đối phương hô lần nữa nhấn một cái gia hỏa này nằm trên đất ngất đi cũng không biết xuất thủ là ai hai gia hỏa này thực lực thấp dễ dàng xử lý còn lại hai cái liền không dễ dàng như vậy đập choáng hai cái trương huyền phun ra một ngụm chọc khí mới vừa rồi đánh ngã hai cái, một cái là đạp hư cảnh sơ kỳ, một cái trung kỳ, dựa theo lực lượng suy đoán, đều yếu hơn hắn. Mà còn lại hai cái, một cái hậu kỳ, một cái đỉnh phong, không chỉ tu vi, lực lượng cũng vượt qua bản thân. Còn muốn dễ dàng đánh lén như thế, hiển nhiên rất khó. Tốc chiến tốc thắng. Biết đánh lén khó mà thành công, một khi trần chờ phiền phức càng nhiều, Trương Huyền cũng không giàu dĩ, bàn chân đạp mạnh trên mặt đất. Hô, thân ảnh như thiểm điện, thẳng tắp vào tới một hắc y nhân đạp hư cảnh hậu kỳ. Thiên đạo thân pháp, bóng người như điện, tựa như huyễn ảnh. Cái gì? Nghe được tiếng gió, hai người còn lại lập tức cảnh giác, tên cường giả hậu kỳ bị trương huyền đánh lén, con người càng co rụt lại, lông tơ toàn thân dựng đứng. Nhưng lúc này lại phản ứng đã chậm, vừa vặn đứng dậy, liền thấy một nắm đấm đi tới trước mặt. Bành! Lực lượng hung mãnh nghiền ép tới, phối hợp thân pháp, quyền pháp, một chiêu này của Trương Huyền lực lượng lớn đến kinh người. Phúc, còn chưa kịp ứng đối, liền bị nắm đấm đánh trúng, hắc y nhân cuồng phun máu tươi, bay ngược mười mấy mét, đầu va vào một nham thạch to lớn, hôn mê bất tỉnh. Chương 1353, linh tải các một. Tự tìm cái chết. Tên hắc y nhân cuối cùng không nghĩ tới nhóm người mình trốn ở chỗ này còn bị phát hiện, hơn nữa bị đánh lén, sắc mặt tái xanh, chân khí trong cơ thể quay cuồng khí tức đạp hư cảnh đỉnh phong như một thanh kiếm sắc, phá không đâm ra. Hô, bàn tay vồ về phía trước. Chân khí như nước thủy triều, không khí bốn phía lập tức sền sệt, nằm ở trong phạm vi này, Trương Huyền cảm thấy thiên đạo thân pháp bị ràng buộc, tốc độ yếu đi rất nhiều. Mặc dù lực lượng của hắn không kém đối phương, nhưng cảm mộ đối với tự nhiên, vận dụng chân khí, vẫn kém một chút, chân chính chiến đấu, vẫn có chút ăn thiệt thòi. Nói cách khác, hiện tại hắn nhờ vào thân thể, chân khí, hồn lực, chém giết đạp hư cảnh trung kỳ, hậu kỳ, còn có thể làm được, nhưng đối chiến cường giả đỉnh phong, rõ ràng có chút không bằng. Phá, nhưng coi như rất khó chiến thắng, cũng sẽ không ngồi chờ chết, lông mày vung lên, lực lượng toàn thân vận chuyển tới cực hạn, một cước đá về phía trước. Xoạt, lực lượng vượt qua 19 triệu đỉnh đụng về phía trước, bốn phía bị chân khí của đối phương ràng buộc, lập tức như tấm gương vỡ tan, hô thi triển thiên đạo thân pháp trương huyền vào tới trước mặt hắc y nhân Xoạt, quyền như sắt thép lực lượng trong người vận chuyển tựa như hỏa lò a à, trải qua một chiêu đối kháng hắc y nhân cũng nhìn ra tu vi của kẻ trước mắt này kiều thiên cảnh đỉnh phong không biết mượn thủ đoạn gì lực lượng tương đối cường đại mà thôi nhưng so với đạp hư cảnh đỉnh phong như hắn vẫn kém một mảng lớn vượt qua không khó lật tay một cái năm ngón tay ép xuống Xoạt, lập tức cho người ta một loại cảm giác núi cao sụp đổ. Phó ký linh cấp thượng phẩm, sơn nhạc trường. Dưới một trường, thiên băng địa liệt, coi như cao thủ cùng cấp, cũng sẽ bị đánh chết ở dưới lòng bàn tay. Là một trong mấy võ ký bảo mệnh cường đại nhất của hắn, kẻ trước mắt này quỷ dị, hắn vừa ra tay liền dùng. Vốn cho rằng một khi thi triển, ra hỏa đầu cơ trục lợi kia khẳng định sẽ bị đánh bay, không chết cũng gần như ai ngờ uy lực của trưởng pháp còn không có hoàn toàn phát huy ra, bên tai liền nghe được thanh âm hưng phấn của đối phương. Quá tốt rồi. Lập tức, liền thấy thanh niên trước mắt giống như cá bơi, vọt đến bên trái thân thể của hắn. Cái này, con người co rụt lại, hắc y nhân bị dọa đến hồn phi phách tán, suýt chút nữa ngất tại chỗ. Vị trí này của đối phương, đúng là vị trí nhược điểm của Sơn Nhạc Trường. Dựa theo tình huống bình thường, bất kỳ chiêu số nào cũng có thiếu sót, chỉ cần vận chuyển nhanh, coi như biết cũng vô dụng. Kẻ trước mắt này, thật giống như sớm biết được vấn đề chiêu số, liệu địch tiên cơ, chờ nhược điểm của mình hiện ra. Cái này phải hiểu rõ Sơn Nhạc Trưởng nhiều như thế nào mới có thể làm được. Nhưng lúc này đã không có thời gian khiếp sợ, cũng không có thời gian ngẫm nghĩ, chỉ nhìn thấy thanh niên cách đó không xa, một ngón tay theo nhược điểm của chiêu số duỗi tới. Phốc, máu tươi phun ra, hắc y nhân giống như đồng bản trước đó, chân khí toàn thân nghịch chuyển, bay ra ngoài, thẳng tắp nằm trên mặt đất, như cương thi. Lần này lực lượng của đối phương không lớn, nhưng vừa vặn đánh vào điểm giao hội của chân khí vận chuyển toàn thân, trong nháy mắt kinh mạch toàn thân chấn bảy tám phần, coi như về sau có thể khôi phục, cũng gần như phế đi. Cảm nhận được tình huống trong cơ thể, hắc y nhân lệ rơi đầy mặt. Sơn nhạc trưởng của hắn, sớm đã tu luyện tới lô hỏa thuần thanh, cho dù có thiếu hụt, cũng khó có thể phát hiện, tên này đến cùng làm sao tìm được hơn nữa lại công kích không sai chút nào sớm biết thi triển sơn nhạc trưởng sẽ xuất hiện cục diện như vậy đánh chết cũng không dùng a hát tốt mang những người này tới sau khi đánh ngã bốn người trương huyền thở phào nhẹ nhõm dặn dò một tiếng giống tử dực thiên hùng thú nghe được mệnh lệnh liền bay đi thiếu ra người đã đến lão sư động tĩnh bên ngoài lớn như thế đám người tôn cường Trịnh Dương, Vương Dĩnh sớm đã tỉnh lại, đi vào tiểu viện, liền gặp bọn họ tới đón. Ừm, um, người có phải gây chuyện gì hay không? Trương Huyền ngồi xuống, nhíu mày một cái. Gây chuyện, không có a hát. Tôn Cường nghi hoặc, không gây sự, tại sao có thể có bốn cường giả đạp hư cảnh trốn ở chung quanh tiểu viện, bất cứ lúc nào cũng sẽ xông tới. Trương Huyền nói, đạp hư cảnh, bốn vị. Tôn Cường giật nảy mình, lời còn chưa dứt, liền nghe một hồi thanh âm phù 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 vang lên, vài bóng người rơi ở trong viện. Tử dực thiên hùng thú đã ném bọn họ vào. Bản thân đi xem. Trương Huyền khoát tay áo. Tôn Cường đi ra ngoài, một lát sau trở về lần nữa, nhịn không được lắc đầu. Mấy người này ta không nhận ra. Không biết vì sao lại giấu ở chung quanh. Trương Huyền lắc đầu. Mang bọn hắn vào. Giống. Qua một lát, bốn người như bùn nháo, bị ném tới trước mặt. Trương Huyền nhìn sang, vừa rồi trong bóng đêm chiến đấu, không có thời gian nhìn kỹ, giờ phút này mượn nhờ ánh đèn, có thể rõ ràng nhìn ra, đều là trung niên nhân khoảng 40 tuổi, làn da ngăm đen, thân hình cao lớn. Các ngươi là ai, vì sao giấu ở chung quanh? Nhìn về phía Hắc Y nhân duy nhất tỉnh lại, Trương Huyền khẽ nói. Chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, thật không có ý định mạo phạm. Hắc Y nhân nói, đi ngang qua? thấy tên này ngụy biện thế mà, chẳng muốn nói nhảm, Trương Huyền khoát tay áo, dặn dò một tiếng. Trương 1354, Linh Tài Các hai Giết bọn hắn đi, ném thi thể ra ngoài thành. Tâm tình vốn không tốt, còn dám tới tìm phiền toái, quả thực tự tìm cái chết. Mặc dù rất ít giết người, nhưng không có nghĩa là không biết. Giống, nghe được mệnh lệnh, tử dực thiên hùng thú hưng phấn gật đầu, giết lên một tiếng, móng vuốt to lớn vỗ xuống hắc y nhân đang nói chuyện. Nếu thật hạ xuống, đầu sẽ bị bóp nát. Đừng giết ta, ta nói, ta nói. Thấy thanh niên này tuổi tác không lớn, nhưng vừa ra tay liền muốn giết người, hắc y nhân bị dọa đến suýt chút nữa ngất đi, vội mở miệng. Chúng ta chỉ là phụng mệnh làm việc, mong đại nhân tha mạng. Thiên hùng thú kia không chỉ mạnh, thoạt nhìn còn có chút lãnh khốc, không cầu xin tha thứ, rất có thể sẽ bị bóp chết tại chỗ, Phụng mệnh, phụng ai mệnh? Trương Huyền nói. Linh tài các. Hắc y nhân nói. Linh tài các. Trương Huyền cau mày. Cái chỗ chết tiệt này, nghe cũng chưa từng nghe qua, chạy tới đây làm gì? Ngươi là người của Linh Tài Các. Tôn Cường sướng sờ, lập tức ôm quyền nhìn qua. Thiếu ra, Linh Tài Các là địa phương thu bán bảo vật ở Hồng Viễn Thành. Hôm nay ta đi qua một chuyến. Ngươi đi qua. Trương Huyền nhìn tới. Vâng, Chúng ta không còn tiền, ta muốn bán những bảo vật mà thiếu ra lấy được ở Huyễn Vũ Đế quốc, hẳn có thể bán ra giá cả không tệ, nên tìm linh tài các." Tôn Cường giải thích. Trương Huyền ở Huyễn Vũ Đế quốc kỳ chân lâu, nhận được không ít bảo vật, một mực không bán ra, hiện tại đang đói, Tôn Cường đành phải nghĩ cách. Chỉ là không nghĩ tới, sẽ bị người để mắt tới, theo dõi. Thì ra là thế. Nghe xong giải thích, Trương Huyền cũng hiểu được. Linh tài các này nghe rất phong quang, trên thực tế là tổ chức chợ đen, đến đó bán đồ, có thể thực hiện rất nhanh, nhưng cũng rất dễ dàng bị ngấp nghé. Thực lực của Tôn Cường cùng đám người trịnh dương, đều chẳng ra sao cả, nhưng lại có tài sản cách xù, không khiến người ta ghi nhớ cũng khó có khả năng. Mấy người này, chính là phụng lệnh linh tài các, đến đây dò xét, một khi phát giác không có cao thủ gì, liền trực tiếp cướp sạch không còn. Dám ghi nhớ đồ vật của ta, thật to gan. Trương Huyền sầm mặt lại, hắn không ghi nhớ người khác là tốt lắm rồi, còn dám ghi nhớ bản thân, thật là không biết sống chết. Linh tài các này ở nơi nào? Trương Huyền nhíu mày, quay đầu hỏi. Cách nơi này không xa, nếu đi bộ, đại khái hơn 10 phút liền có thể đến. Tôn Cường gật đầu. Rất tốt, ngươi chuẩn bị một chút, hừng đông chúng ta đi xem một chút. Hiếp mắt lại, Trương Huyền bàn giao. Nếu không phải hắn lâm thời sinh ý trở về một chuyến, những người này không chỉ cướp bóc, làm không cẩn thận còn sẽ giết người đoạt bảo đám người trịnh dương một mạch đi theo hắn đã sớm cho rằng là thân nhân dám có ý hại bọn hắn liền phải thừa nhận lửa giận của mình đường đường danh sư nếu như ngay cả học sinh quản gia của mình cũng không bảo vệ được liều mạng tấn cấp thì có ích lợi gì vâng biết xem trong miệng thiếu gia không phải chuyện tốt gì tôn cường sửng sốt một chút nhưng vẫn gật đầu một mạch theo tới hắn biết danh giới cuối cùng của thiếu gia bình thường cười tô toét làm cái gì cũng được nhưng liên lụy đến người bên cạnh xuất hiện sinh mệnh an nguy tuyệt sẽ không nhân nhượng thật giống như lần trước lộ sung trọng thương hôn mê vì báo thù một mình diệt cả hiên viên vương quốc hiện tại linh tài các này dám xuống tay với bọn họ để thiếu ra nổi giận mấy người này làm sao bây giờ tôn cường chỉ bốn hắc y nhân nhịn không được nói phế bỏ tu vi trói lại xem như lễ vật hừng đông đưa qua cho bọn hắn vung vung tay trương huyền khẽ nói vâng tôn cường lên tiếng để thiên hùng thú mang mấy người kia xuống bọn họ rời đi trong phòng chỉ còn lại mấy học sinh như trịnh dương nhìn bọn họ tu luyện chỉ điểm vài câu truyền công pháp kiều thiên cảnh sau khi sửa chữa xuống để mấy người lĩnh hội lúc này trương huyền mới để mọi người trở về bản thân đi tới giữa phòng cổ tay khẽ đảo phần phật một linh thú cao lớn rơi trên mặt đất tử dương thú tên này buổi chiều bị cất vào thiên nghĩ phong xào giờ phút này có nhàn rỗi vừa vặn lấy ra nhìn xem ngươi muốn làm gì lúc này tử dương thú bị đánh trọng thương bị trói giống như bánh trưng chỉ còn lại có nửa cái mạng nhìn thấy dị linh tộc vương giả thả hắn ra tức giận đến cắn răng hận không thể ăn tùy ăn thịt đối phương cắn răng phát ra gào thét muốn giết cứ giết muốn ta phản bội chủ nhân nằm mơ bên này tử dương thú được thả ra trong danh sư học viện một lão giả mãnh liệt đứng lên mục sư làm sao vậy dường như thấy cử chỉ của hắn có chút quái dị một thanh âm nhàn nhạt vang lên nếu như bọn người đan viện viện trưởng ở đây khẳng định có thể nhận ra chính là nữ hài lạc nhược hy bẩm báo nhược hy tiểu thư ta hình như phát giác được khí thức của tử dương thú mục sư vội nói giờ phút này hắn không có bộ dáng đối đãi vãn bối chút nào ngược lại vẻ mặt cung kính chỉ sợ vị lạc nhược hy này, giống như mọi người đoán, có thể là đại tiểu thư của thánh nhân quý tộc ra ngoài rèn luyện. chương 1355, Nguy cơ chí mạng 1 Tử dương thú, nữ hài nhướng mày, người nói là thú sủng của lão viện trưởng. Đúng vậy, mục sư nhẹ gật đầu. Ta cùng lão viện trưởng là bạn tốt nhiều năm, thú sủng của hắn ta hết sức quen thuộc, vừa rồi khí tức kia vô cùng yếu ớt, nhưng cũng cảm giác được hắn cùng lão viện trưởng mất thích của danh sư học viện là bằng hiếu, thú sủng tử dương thú của đối phương, tự nhiên cũng nhận biết. Xế chiều hôm nay, mới nghe nói bị dị linh tộc bắt, lúc này liền cảm nhận được khí tức, sao còn kiềm chế được. Đi xem một chút đi. Biết ý nghĩ của đối phương, nữ hài thản nhiên nói. Vâng, nhẹ gật đầu, mộc sư tràn đầy cảm kích, thân thể nhảy lên. Lập tức bay về địa phương sinh ra khí tức. Thấy hắn rời đi, lạc nhược hy nhíu mày hắn tìm vật nhẹ nhàng như vậy ta sao lại phiền phức như thế sớm biết liền lấy vật kia ra hiện tại chỉ có thể cảm thụ phạm vi đại khái muốn tìm được còn không biết năm nào tháng nào xoa mi tâm nữ hài lắc đầu không nói thêm lời an tĩnh đứng ở trong sân nhìn xem bầu trời đầy sao như một bức tranh yên tĩnh không nghĩ tới ngươi vẫn rất trung thành thấy tử dương thú này đối với dị linh tộc trung thành không đổi coi như chết cũng sẽ không phản bội chủ nhân Trương Huyền lắc đầu. Thật không biết dị linh tộc truyền cho tên này thuốc mê gì, bị đánh thành như vậy còn kiên trì thay đối phương giữ gìn bí mật. Người không sợ chết, nhịn không được nhìn qua. Chết có gì sợ, nói thật, có thể cùng chủ nhân chung một chỗ, cho dù chết cũng không sao. Tử Dương Thú cắn răng. Cái tên này, thấy thái độ của đối phương rõ ràng, không có chút dao động nào, Trương Huyền lắc đầu. Cái này gọi là chuyện gì? bản thân gặp được linh thú luôn là một quyền một cước giải quyết kém nhất đánh một trận khẳng định sẽ khuất phục tên này ngược lại tốt đánh chết đi sống lại không thần phục ngược lại cũng thôi vẫn trung thành với chủ nhân như vậy chăm chết không gãy nói thật nhìn đến đây hắn cũng có chút bội phục không hổ là thánh thú ý chí kiên cường hơn man thú linh thú nhiều lắm nơi này không thi triển được thấy đối phương thả chết chứ không chịu khuất phục đang muốn tiếp tục đánh một trầu trương huyền nhìn gian phòng cùng tiểu viện chật hẹp một chút nhịn không được lắc đầu tôn cường mua nơi này thực sự quá nhỏ triệu hoán khôi lỗi ra một khi đánh động tĩnh như thế lớn gây nên người khác chú ý không nói trọng yếu nhất chính là rất dễ dàng tiêu diệt gian phòng tiểu viện thật vất vả tìm một chỗ lại làm sập mọi người ở đâu hiện tại hắn là không có tiền đi ngoài thành đi dù sao cách ngoài thành cũng không xa chỉ cần tìm địa phương rộng còn không phải muốn đánh như thế nào cũng được. Nghĩ đến nơi này, cổ tay khẽ đảo, lần nữa thu đối phương vào thiên nghĩ phong xào. Thân thể nhảy lên, bay ra phía ngoài. Dù sao giáo huấn tên này, thực lực của thiên hùng thú cũng không đủ, còn không bằng để nó lưu lại trông coi, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Linh tài các có thể phái một nhóm người đến, cũng có khả năng phái hai nhóm, cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Đám người trịnh dương, tôn cường không thể sai sót hắn thẳng tắp bay ra ngoài thành mới vừa rời tiểu viện trong không trung có một bóng người đi tới bầu trời trực tiếp ngừng lại ân không thấy là một lão giả dâu bạc trắng nhìn xuống phía dưới một vòng nhíu mày chính là mộc sư hắn cảm nhận được khí thức của tử dương thú liền bay tới không nghĩ tới mới đi đến gần liền biến mất vô tung vô ảnh phảng phất như chưa hề xuất hiện qua chẳng lẽ lại bị bắt hắn sầm mặt lại mặc dù hắn xác định quy củ ai tìm được tử dương thú người đó là viện trưởng nhưng nếu như hắn có thể phát hiện khẳng định cũng sẽ cứu tử dương thú là thú sủng của bằng hiếu vì nhân tộc lập xuống chiến công hiển hách có thể sớm ngày thoát hiểm cũng có thể miễn trừ cực khổ bên kia có người nhìn quanh một vòng dưới tinh không một bóng người lập tức xuất hiện ở trong ánh mắt mặc dù nhìn không ra thực lực nhưng có thể phi hành khẳng định là đạt tới thánh giả hơn nửa đêm phi hành có chút cổ quái Mục sư nhướng mày. Đi qua nhìn một chút. Thân thể nhoáng một cái, đuổi tới. Cường giả thánh cảnh ở Hồng Viễn Thành, mỗi một cái đều có thân phận cực cao, đối phương hơn nửa đêm bay đi, vừa rồi khí tức của tử dương thú lại từ nơi này biến mất, nói không nghi ngờ, cái kia là giả. Ừ, có người theo tới. Đang phi hành, đột nhiên Trương Huyền nheo mắt. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, đi ngoài thành tìm một chỗ an tính, lại cẩn thận thu thập tử dương thú, nghĩ biện pháp bức nó nói ra tung tích của dị linh tộc, không nghĩ tới mới ra tiểu viện, liền bị theo dõi. Ngay cả cường giả thánh cảnh cũng có thể điều động, linh tài các này thủ bút thật lớn. Đối phương vững vàng phi hành trên không trung, không cần nghĩ, là cường giả đạt tới thánh cảnh. chương 1356, Nguy cơ chí mạng 2 Mới vừa bắt đi 4 hắc y nhân, tên này liền đuổi theo, nói không phải linh tài các, hắn cũng không tin A-Hát. Vì chút đồ vật kia, Thế mà ngay cả loại cường giả này cũng có thể kinh động, địa phương kia thật đúng là đủ cố chấp. Chẳng lẽ trong những vật lấy được từ kỳ chân lâu kia, có bảo bối gì ta không biết? Lúc trước phá giải bia đá, đối phương đưa tặng hết đồ vật trong kỳ chân lâu, lung ta lung tung một đống lớn, cũng không nhìn kỹ qua. Vốn cho rằng đến Hồng Viễn Thành chính là một đống rách dưới, không nghĩ tới vì thứ này, linh tài các vận dụng cả cường giả thánh cảnh. Thật đúng là thủ bút thật lớn dẫn xuất hắn ra ngoài thành tiêu diệt. Càng nghĩ càng giận, mắt lộ ra hung quang. Từng lần không dứt có phải không? Bốn cường giả đạp hư cảnh liền đủ hung ác, ngay cả thánh giả cũng phái tới, có tin ta giết chết ra hỏa này hay không? Thánh giả thì thế nào? Tử dương thú không phải bị đánh đến tính khí không có sao. Thật dám động thủ, không ngại thả ngoan nhân cùng những khôi lỗi kia ra. Chẳng lẽ, người thật sự cho rằng ta vừa tới hồng viễn thành liền dễ khi dễ? Không được, tử dương thú là bị dị linh tộc mê hoặc, giết thì giết, không quan trọng. Nhưng đối phương là nhân tộc, hơn nữa linh bảo các khẳng định biết bọn họ đến tìm tôn cường, một khi bị giết. Sự tình khôi lỗi có khả năng sẽ dò gì. Mặc dù rất muốn tiêu diệt ra hỏa không biết trời cao đất rộng này, nhưng cũng biết không thể lỗ mãng. Nếu tên này là linh bảo các phái tới, người sau khẳng định biết hành tung, vạn nhất chết, tin tức có khả năng truyền ra ngoài, bản thân cũng đối mặt điều tra cường giả thánh cảnh ở hồng viễn thành là tồn tại đỉnh phong nhất chết một cái sẽ gây ra khủng hoảng cực lớn không phải vạn bất đắc dĩ tốt nhất đừng động nếu không điều tra đến đám người tôn cường sau đó tra đến bản thân đến lúc đó sự tình khôi lỗi dị linh tộc liền giải thích không rõ rất nhiều bí mật của bản thân cũng rất khó che lấp dù sao một danh sư tứ tinh nho nhỏ làm sao có thể thuần phục đại ma đầu dị linh tộc lại làm sao có thể để những khôi lỗi này ngoan ngoãn nghe lời đây đều là khó cân nhắc được. Không giết, đối phương liền có khả năng đối phó ta. Nên làm cái gì? Giết không thể giết, nhưng đối phương rõ ràng vì những bảo vật kia mà đến, thật muốn xuống tay với mình thì nên làm cái gì? Cũng không thể ngồi chờ chết ga Xem ra, cần dương sư ra sân. Dầu dĩ một hồi, trong lòng hơi động. Lấy thực lực của hắn, không mượn dị linh tộc cùng ngoan nhân, muốn chống lại một cường giả thánh cảnh, khẳng định là làm không được, trừ khi có thể lừa dối. Dù sao chuyện này cũng không phải lần đầu tiên xử lý. Chỉ cần để hắn bái sư, coi như linh tài các muốn tìm phiền toái, cũng sẽ ngừng công kích. Nghĩ đến nơi này, cũng không do dự, bắp thịt toàn thân nhúc nhích, trên mặt phát sinh biến hóa, biến thành bộ dáng của Dương Huyền. Nương theo thiên đạo kim thân tu luyện càng cao thâm, bắp thịt toàn thân có thể tùy tâm sử dụng biến hóa ngụy trang, xem như danh sư lục tinh đỉnh phong cũng nhìn không ra lúc trước mà cao viễn liền bị nhẹ nhõm lừa qua cũng cảm giác không ra dương sư và hắn là một dù sao đưa lưng về phía đối phương lại trong đêm tối đối phương cũng không thấy được dung mạo lặng lẽ cải biến không có khả năng biết làm xong những thứ này lại vận chuyển thiên đạo chân khí lặng lẽ sửa lại khí thức bản thân khiến người ta cảm thấy mờ ảo đến cực điểm không cách nào phỏng đoán lúc này mới thở phào nhẹ nhõm lặng lẽ quay đầu nhìn lại quan sát trong lòng thấp giọng hô mặc dù thánh giả phi hành không giống hồng trần đạp thiên bộ tiêu hao chân khí cực ít nhưng chỉ cần có vận chuyển chân khí chẳng khác nào đang thi triển võ kỹ liền có thể lợi dụng thư viện quan sát ông thanh âm kết thúc trong đầu lay động quả nhiên một quyển sách xuất hiện ở trước mắt tiếp tục phi hành bàn tay nhẹ nhàng mở ra mộc phiên danh sư đường của phong hào đế quốc thanh nguyên quốc danh sư thất tinh thánh giả tam trọng thiếu sót Danh sư Thất Tinh, thánh giả tam trọng, khóe miệng Trương Huyền co giật, suýt chút nữa từ không trung không rơi xuống. Linh bảo các này, đến cùng có lai lịch gì? Ngay cả danh sư Thất Tinh cũng có thể thỉnh động. Loại gia hỏa cấp bậc này, không phải ở danh sư đường của Phong Hào đế quốc, không ra khỏi cửa sao? Vì ít đồ của mình đuổi tới, thật hay giả. May mắn không vận dụng khôi lỗi, nếu không sợ rằng chết là ta. Trong lòng tràn đầy buồn bực, đồng thời cũng âm thầm may mắn. Một đống lớn khôi lối kia, đối phó thánh giả nhất trọng nhị trọng còn có thể làm được, tam trọng liền khó khăn. Thánh giả nhất trọng trục không cảnh, mở ra trục không huyệt, người có thể đạp không mà đi. Nhị trọng thần thức cảnh, mở ra thai nhãn, sinh ra thần thức, tinh thần ngoại phóng, coi như không cần mắt thường, cũng có thể tiến hành phân biệt, quan sát. Tam trọng thai anh cảnh, có chút tương tự tầm phong cảnh, người sau trong đan điền ngưng tụ thai nguyên, tựa như kim đan, người trước chính là kim đan phá xác mà ra, trạng thái như trẻ mới sinh, do đó cấp bậc này cũng gọi là nguyên anh cảnh. Linh hồn ngưng kết nguyên anh, đã có thể vận dụng lực lượng thiên địa, tu vi đạt tới loại cấp bậc này, coi là chân chính vào tiên nhập thánh, di sơn đảo hải, vận chuyển núi sông, đều ở trong một ý nghĩ. Tuyệt không phải dựa vào man lực, chân khí liền có thể hoàn thành. Trong tay hơn 20 khôi lỗi, đối phó thánh giả nhị trọng, phải dùng chiến thuật biển người, có thể giết chết, đối phó loại thai anh cảnh này, liền hoàn toàn không làm được. Coi như ngoan nhân có thể ra tay, ai biết tên này có thủ đoạn bảo mệnh gì không? Một khi giết không chết, liền sẽ mang đến vô số phiền phức. Nhìn xem có thiếu hụt gì có thể lợi dụng không? Đánh không lại, lại trốn không thoát, giờ phút này chỉ có thể nhìn xem có thể dựa vào ba tắc lưỡi, để hắn ngoan ngoãn nghe lời hay không, một khi thành công, liền có thể miễn trừ nguy hiểm, thất bại chỉ có thể bị bóp chết tại chỗ, ai cũng cứu không được. Vội vàng nhìn tới chỗ thiếu hụt, chỉ nhìn một hồi, miệng nhịn không được mở ra, con mắt trừng to. Cái này, chương 1357, người đến cùng là ai? Một, trên thư tịch viết nội dung, để cho người ta khiếp sợ, coi như chương huyền kiến thức rộng rãi, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mặc kệ, biết giờ phút này giàu dĩ nhiều hơn nữa cũng vô dụng, thu thư tịch về, để nội dung trong đó chảy xuôi ở trong óc sợ xuất hiện sai lầm lúc này chân khí trong cơ thể mới vận chuyển ngừng ở trên không trung hất ống tay áo chắp hai tay sau lưng cũng không quay đầu lại cả người ngự phong mà đứng như một tiên nhân sắp lăng không mà đi đạo hữu sau lưng đi theo lâu như vậy cũng đủ rồi chứ thanh âm thản nhiên lạnh lùng a à, ta cảm nhận được khí thức của bằng hiếu đặc biệt tới tìm kiếm nhìn thấy đạo huynh đạp không mà đi liền không nhịn được nhìn xem. Đạo hữu cực kỳ lạ lẫm, hình như chưa bao giờ thấy qua. Thấy người phía trước dừng lại, Mộc sư cười cười. Mặc dù hắn hoài nghi người trước mắt này có quan hệ tới tử dương thú biến mất, nhưng không có chứng cứ xác thật, không thể tùy ý vụ oan, đành phải bắt chuyện hai câu, nhìn xem có dấu vết gì để lại hay không. Người từ phong hào đế quốc đến, cường giả ở Hồng Viễn Thành lại nhận biết mấy cái. Cũng không xoay người, Trương Huyền khẽ nói: người biết ta từ phong hào đế quốc tới mục sư xứng sờ hắn chỉ phi hành cũng không biểu hiện ra thực lực đối phương ngay cả mặt cũng không xoay làm sao biết hắn từ phong hào đế quốc đến chân khí hội tụ nghiệp hải trải qua ba huyệt kỳ môn niết không vô vi đỗ nhượng hấp thu linh khí thiên địa mộc thuộc tính tẩm bổ toàn thân nhưng lại từ bỏ hoài hải long chân loại công pháp tu luyện cổ quái này hồng viễn thành không có thậm chí thanh nguyên đế quốc cũng không có nếu như ta không nhìn lầm có lẽ ngươi đến từ thánh nhân quý tộc mộc gia a à? thanh âm trước mặt mang theo thản nhiên ngươi là ai mộc sư sững sờ lập tức hít mắt lại hắn đến từ thánh nhân mộc gia chuyện này không người biết được ngay cả rất nhiều bằng hữu ở thanh nguyên đế quốc danh sư đường cũng không rõ ràng nhưng đối phương nói ra thuộc như lòng bàn tay thật hay giả nhất là đối phương mới vừa nói phương thức vận chuyển chân khí là pháp quyết bí mật bất truyền của mộc gia người trước mắt này, làm sao biết được. Chẳng lẽ, hắn cũng là người mộc gia? Trong lòng nhảy một cái, thần thức lan tràn qua, muốn dò xét đối phương, nhưng cảm thấy khí thức đối phương như vực sâu biển lớn, xem như hắn cũng dò xét không ra, cha không rõ. Một người nhìn ra thân phận cùng tu vi của hắn, mà hắn lại nhìn không ra đối phương. Chẳng lẽ, thực lực của người trước mắt này còn cường đại hơn hắn? Loại địa phương như Hồng Viễn Thành này, lúc nào toát ra người mạnh như thế. Ta là ai? Bóng người phía trước nghe nói như thế, như lâm vào nhớ lại, lắc đầu. Xem ra ta nhiều năm không xuất thế, rất nhiều người đã không nhận ra được. Nói đến đây dừng lại một chút, nhàn nhạt hỏi. Hiện tại Mộc Gia Gia chủ là ai? Nghe đối phương hỏi thăm, Mộc Sư vốn không muốn trả lời, trần chờ một chút, vẫn mở miệng. Hiện tại Gia chủ là Gia Thúc Mộc Nghiêm, đạo hữu chẳng lẽ nhận biết Gia Thúc? thánh nhân quý tộc, chỉ cần đến phong hào đế quốc, không khó hỏi thăm, một gia gia chủ đương đại mộc nghiêm, uy danh hiển hách, cũng không có gì phải giấu giếm. Nói ra, vừa vặn có thể hiện rõ thân phận, làm cho đối phương biết thân phận của hắn. Loại vãn bối này, ta không nhận ra. Bóng người phía trước lắc đầu. Nhưng ta cùng phụ thân hắn, ngược lại có duyên gặp mặt một lần. Phụ thân, người nói là Mộc Thiên Lão Tổ. Mộc Sư sướng sờ, giật nảy mình phụ thân của Mộc Nghiêm, cũng chính là gia gia hắn, Mộc Thiên Lão Tổ, là lão ngoan đồng tuổi tác vượt qua 1.300 tuổi. Coi như đã tới thánh giả, cấp độ sinh mệnh lần nữa phát sinh biến hóa, 1.000 năm cũng đến cuối cùng, chưa từng nghe nói qua, có vị thánh giả nào vượt qua 2.000 năm tuổi. Do đó, có thể sống trên ngàn năm, đều là cấp bậc Lão Tổ, không thể tùy tiện xuất thế. Người trước mắt này, cùng Mộc Thiên Lão Tổ từng có gặp mặt một lần, chẳng lẽ là lão quái vật thời đại kia. Không có khả năng a à hát. Người thời đại kia, coi như còn sống cũng không dám ra ngoài, vì duy trì sinh mệnh không sói mòn, dùng hết đủ loại thủ đoạn, nếu không. Không cần ra tay, cũng sẽ bị ông trời giết chết. Người trước mắt này, mặc dù nhìn không thấu thực lực, nhưng trong cơ thể sinh cơ bừng bừng, hoàn toàn khác biệt những lão quái vật kia. Không sai, chính là tiểu tử mộc thiên kia. Đang nghi ngờ, liền nghe thân ảnh phía trước cảm khái một tiếng, trong giọng nói lộ ra lịch sử tang thương Tiểu tử kia mục sư nhíu mày Mộc thiên lão tổ là lão ngoan đồng sống trên 1.300 tuổi Ở trong miệng đối phương chỉ là tiểu tử Đang nghi ngờ lời nói của đối phương Thanh âm lạnh nhạt kia vang lên lần nữa Mộc ra chân khí của các ngươi Coi trọng hòa bình công chính Khí thức che giấu bản tâm Mà ngươi khí thức không ổn định Kinh mạch cứng ngắc Nếu như ta không nhìn lầm Có lẽ rất nhiều năm không về gia tộc A cái này. Mục sư dừng lại. Đối phương nói không sai, thật sự là hắn rất nhiều năm không trở về, thậm chí không ít người Mộc gia đã quên hắn. Khí tức yên lặng, không có mộc thuộc tính nhẹ nhàng, ngược lại có kim thuộc tính nặng nề, nếu như không nhìn lầm, ngươi là bị trục xuất gia tộc mà không phải không muốn trở về. Thanh âm tiếp tục vang lên. Ngươi, ngươi, làm sao biết? Chương 1358, ngươi đến cùng là ai? Hai mục sư giật nảy mình, suýt chút nữa từ không trung rơi xuống. Lời của đối phương, không có sai lầm chút nào, ngược lại cực kỳ đúng đắn. Hắn nhiều năm như vậy không về gia tộc, cũng không phải không muốn về, mà là bị đuổi ra ngoài, không mặt mũi nào quay về. Chỉ là, đây là bí mật thuộc về hắn, chưa hề nói với người khác, mộc gia càng xem là nhục nhã, không có khả năng tiết ra ngoài, người trước mắt này, làm sao biết được chẳng lẽ chỉ nhìn tình huống bản thân vận chuyển chân khí, liền có thể đoán được. Thật như vậy, cũng quá nghịch thiên đi. Làm sao có thể có người cường đại như thế? Tu luyện lực lượng mộc thuộc tính, dựa theo đạo lý bình thường, hai huyệt đạo ưng đài, thiên môn của ngươi sẽ hiện màu xanh, mà bây giờ mang theo đỏ sậm, vừa nhìn liền biết là lực lượng xung đột lẫn nhau gây nên, mà trong ngũ hành, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim, kim khắc mộc, chỉ có đụng đến lực lượng kim thuộc tính, mới có tai ách này. Nếu như không nhìn lầm, ngươi là bị người trồng lực lượng kim thuộc tính vào thân thể, từ đó áp chế tu vi cùng thiên phú. Bóng người phía trước tiếp tục nói. Cái này, thân thể mục sư cứng ngắc. Đối phương nói mỗi một câu, đều đâm vào bí mật hắn không muốn người biết, để hắn cảm giác được hoảng sợ. Người trước mắt này nói không sai, thật sự là hắn bị gia tộc xua đuổi, nhưng sai không ở gia tộc, mà bởi vì hắn làm sai cái kia là chuyện 500 năm trước. Hắn thiên tư chắc tuyệt, trẻ tuổi nóng tính, không đến bốn người liền trở thành danh sư lục tinh, thành thiên tài nổi danh gia tộc. Vốn lấy loại tu vi này, khẳng định sẽ dũng cảm tiến tới, kém cỏi nhất cũng sẽ trở thành trưởng lão trong tộc, ghi tên sử sách, ai ngờ. Ở trong một lần thí luyện, quen biết một nữ tử, tới sống chết gắn bó, rất nhanh rơi vào bể tình. Bởi vì lần thứ nhất yêu, vốn cho rằng lâu dài, vĩnh viễn không xa, toàn tâm toàn ý, cực kỳ yêu thương nàng, thậm chí công pháp gia truyền cũng nói ra. Về sau lại phát hiện, đối phương là đang lợi dụng hắn, muốn tìm gia tộc bọn họ báo thù. Chuyện này bị tộc nhân phát giác, bởi vì tiết lộ cơ mật gia tộc, dẫn sói vào nhà, bị trưởng lão hội phê bình, đuổi ra khỏi gia tộc. Rời khỏi gia tộc, lúc này mới phát hiện, trong cơ thể chẳng biết lúc nào bị nữ tử kia trồng lực lượng kim thuộc tính, tu vi bị áp chế. 500 năm, cũng chỉ từ danh sư lục tinh, tấn cấp đến thất tinh trung phẩm, còn muốn đột phá, gần như không có khả năng. Chuyện này, vẫn là đau đớn trong lòng hắn, đối phương chỉ từ nhìn huyệt vị, nhìn chân khí, liền dò xét điều tra ra. Cái nhãn lực này, danh sư thất tinh cũng không làm được. Chẳng lẽ, là bát tinh? Cái này sao có thể? Danh sư đã tới lục tinh trở lên, mỗi tấn thăng một cấp, đều gian nan như trèo đèo lội suối, giống như hắn, vây ở trong thất tinh trung phẩm đã tròn 300 năm, không có gì bất ngờ xảy ra, kiếp này khó có khả năng lại tấn cấp. Nếu đối phương thật là danh sư bát tinh, khẳng định nghe nói qua, tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Kim khắc mộc, lực lượng của ngươi bị áp chế, cũng chỉ có thể giam cầm ở cấp bậc này, biết tấn thăng vô vọng, cũng không muốn tiếp tục tiềm tu, gửi gắm tình cảm ở Sơn Hà. Đã nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngươi không muốn về gia tộc, một lần nữa trở lại thánh nhân môn đình? Thân ảnh trước mắt tiếp tục nói. Ta, coi như ta muốn về, lại có mặt mũi gì trở về. Khuôn mặt Mộc Sư đỏ lên. Thân là hậu nhân của thánh nhân quý tộc, bị đuổi ra ngoài, có thể nói là vô cùng nhục nhã, những năm gần đây không có một ngày không muốn trở về. Nhưng làm sao trở về? Không nói trước thực lực càng ngày càng kém, chân khí bắt đầu tán loạn, chỉ nói sự kiện kia, có lỗi với gia tộc cũng không mặt quay về. Ta cùng Mộc Thiên có duyên gặp mặt một lần, hiện tại lại cùng ngươi gặp gỡ cũng coi như có duyên phận như vậy đi liền chỉ điểm ngươi một chút để ngươi không đến mức yên lặng như thế bóng người phía trước khoát tay áo chỉ điểm mục sư sướng sờ không sai trong cơ thể ngươi nắm giữ lực lượng kim thuộc tính áp chế công pháp mặc dù khó khu trừ nhưng cũng không phải không cách nào phá giải hiện tại ta truyền cho ngươi một bộ pháp quyết chỉ cần siêng năng tu luyện loại bỏ tai họa ngầm không tính là việc khó bóng người nói truyền ta pháp quyết Ngươi, đến cùng là ai? Mục sư hít mắt lại. Danh sư cấp cao thăm dò thiên địa quy tắc, bình thường không dễ dàng chỉ điểm người, trừ khi có nhân quả gì dây dưa. Thật giống như lúc trước thiên nhân khổng sư, mặc dù mệnh danh đệ tử ba ngàn, nhưng chân chính được chân truyền chỉ có 72 người mà thôi. Hai người chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, vì sao đối phương phải chỉ điểm? Hắn lúc tuổi trẻ là thiên tài, nhưng bây giờ thân thể suy yếu, lực lượng suy giảm, đã không có tiềm lực, mục đích của đối phương làm như vậy là vì cái gì. Lúc tuổi còn trẻ trải qua một lần, lần này không nguyện ý lại đến. Ta là ai? Bóng người cười nhạo. Người hoài nghi thân phận của ta. Âm ầm Tiếng nói kết thúc, một cỗ khí thức cường đại từ trong cơ thể truyền ra. Cảm nhận được cỗ khí thế này, toàn thân mục sư siết chặt, huyết dịch băng lãnh. Ở trước mặt cỗ lực lượng này, thực lực hắn lấy làm tự hào, lại như sâu kiến nhỏ yếu, tựa như lúc nào cũng sẽ bị nghiền thành mảnh vỡ, sống chết không do bản thân. Âm âm, ngay thời khắc cảm thấy có thực lực đỉnh thiên lập địa này, khó mà chống chọi, khí tức trong người đối phương lần nữa xoay một cái, cho người ta một loại cảm giác dung nhập thiên địa, khó mà cự tuyệt. Loại cảm giác này, thật giống như hắn đã hóa thân thiên địa, nhận được thiên địa công nhận, không thể phản bác. Thiên nhận danh sư, ngươi là, thiên nhận danh sư, con người có rụt lại, mộc sư nhớ tới một việc, toàn thân run lên, cứng ngắc tại chỗ. chương 1359, Sư Tổ 1. Thiên nhận danh sư, được thiên địa công nhận, một khi vận chuyển tâm cảnh, thi triển năng lực danh sư, sẽ bí mật mang theo thiên địa trị uy, để cho người ta không thể không thần phục. Trong nhiều năm có lịch sử ghi chép như vậy, cũng chỉ có khổng sư làm được, coi như rất nhiều thân truyền của hắn, mệnh danh 72 thánh cũng không thể đạt tới, người trước mắt này lại là. Mộc sư chỉ cảm thấy thân thể băng lãnh, dọa đến lời nói cũng không nói ra được. Thiên nhận danh sư, ngay cả ông trời cũng thừa nhận, hắn thế mà hoài nghi. Thật hận không thể quất mình hai tát. Hô! trong lúc khiếp sợ, thân ảnh phía trước hơi vung tay, khí tức khiến cho người kinh khủng biến mất, lần nữa khôi phục bộ dáng không hề bận tâm, sâu không lường được. Đồng thời xoay người lại, là trung niên khoảng 3-40 tuổi, lông mi như điện, hai mắt đen nhánh, lóe ra ánh sáng cơ trí, từng đạo hoa văn lưu chuyển ở trong đó. Minh Lý Chi Nhãn Mục sư run lên Tuy nói Minh Lý Chi Nhãn đã tới danh sư lục tinh, liền có khả năng lĩnh ngộ, nhưng có thể thành công, hầu như đều là thiên tài tuyệt đỉnh, trong thánh nhân quý tộc cũng cực kỳ hiếm thấy. Không nói cái khác, chính là hắn năm đó cũng không thành công. Nếu như có thể lĩnh ngộ, cũng không đến mức bị người lừa gạt, rơi vào kết cục hôm nay. Huyến vũ đế quốc thập đại danh sư, không có một cái nào nắm giữ loại năng lực này. Bởi vậy có thể thấy được gian nan. Khó trách đối phương mắt sáng như đuốc, liếc mắt liền nhìn ra rất nhiều vấn đề của bản thân, cũng đánh giá ra có khả năng bị mộc ra trục xuất. Chỉ sợ cũng chỉ có minh lý chi nhãn mới có thể làm được. Cho tới giờ khắc này, hoài nghi trong lòng tan thành mây khói, đối với người trước mắt này phục sát đất. Là một viên lỗ máng, mong tiền bối có thể chỉ rõ, để cho ta đi ra mê hoặc trong lòng rung động, không dám tiếp tục hồ đồ, mục sư lập tức cúi đầu, nào dám nói nửa câu nói nhảm. Ừ, trung niên nhân đối diện nhẹ gật đầu. Đây mới là cấp bậc lễ nghĩa vãn bối mới có, có điều, người cũng không cần lo lắng, bản tỏa sẽ không so đo với một hậu bối, không nên phản kháng. Nói xong, nhẹ nhàng duỗi ra ngón tay. Chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, ngay sau đó mục sư liền cảm thấy một đạo pháp quyết tu luyện truyền lại, đi vào trong óc, tựa như khắc ở trong thức hải, khó có thể quên. Linh hồn truyền công. Khuôn mặt mục sư trắng bệch. Hắn là danh sư thất tinh, linh hồn mạnh mẽ, cũng có thể làm được linh hồn truyền công, nhưng khoảng cách xa như vậy, một chỉ điểm đến, liền khắc sâu vào trong óc, đừng nói hắn, xem như thất tinh thượng phẩm, bát tinh hạ phẩm cũng khó hoàn thành. Đáng sợ. Nếu như nói trước đó, đối với đối phương có chút hoài nghi, mà bây giờ, có thiên nhận danh sư, minh lý chi nhãn, giờ phút này còn dùng linh hồn truyền công, để hắn nghi hoặc biến mất vô tung vô ảnh, phục sát đất. Hai nơi hoài hải, lòng chân, là huyệt đạo thân thể người hội tụ linh khí thủy thuộc tính, người vẫn ở mộc gia mà nói, tránh đi hai nơi huyệt đạo này tự nhiên không ngại, nhưng giờ phút này trong cơ thể có kim thuộc tính áp chế, mộc thuộc tính lùi bước, hoàn toàn có thể thông qua hai huyệt vị này, hấp thu linh khí. Cố sống dưới nước, có thể để lực lượng ngươi quay về, hoàn toàn áp chế lực lượng lộn xộn trong cơ thể truyền xong tri thức, tiền bối đối diện chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói. Lúc này mộc sư cũng nhìn xong pháp quyết đối phương truyền tới, mặc dù chỉ là tu luyện cơ sở, nhưng nhắm thẳng vào đại đạo, để hắn hiểu ra, tựa như mở ra một cánh cửa mới. Có thể đoán được, chỉ cần kiên trì tu luyện tiếp, ngăn chặn chân khí kim thuộc tính trong cơ thể dễ như trở bàn tay, có lẽ. Bị nhốt 300 năm, còn có thể gậy dài trăm thước, tiến thêm một bước một người nhìn ra mấu chốt tu luyện của mình cũng cho ra phương pháp người trước mắt này thực sự quá đáng sợ nhận được tiền bối chỉ điểm mộc viên khắc sâu trong lòng tiền bối đối với tại hạ có ân thụ nghiệp không biết họ tên của lão sư cung kính cúi người mộc sư mở miệng nói đối phương truyền pháp quyết tu luyện mặc dù đơn giản nhưng vừa vẫn có thể giải quyết mấu chốt quấy nhiễu nhiều năm trong cơ thể có thể nói có ân thụ nghiệp xưng hô một tiếng lão sư cũng không đủ lại nói thật có thể bái một vị danh sư lợi hại như thế, nhận được chỉ điểm, cuối cùng có một ngày về gia tộc, cũng chưa biết chừng. Lão sư, người đối diện nhướng mày. Tựa hồ đối với hắn xưng hô có chút không vui. Là ta lỗ máng, tiền bối ngang hàng với lão tổ, ta cần xưng hô một tiếng sư tổ. Lúc này Mộc sư mới nhớ tới bối phận, run run vội nói. Ách, nghe được đối phương đổi giọng, bóng người càng sững sờ. Người này dĩ nhiên chính là Trương Huyền, hắn ngụy trang thành bộ dáng Dương Huyền, chỉ là muốn chấn nhiếp đối phương, hóa giải nguy cơ, vốn cho rằng vì tiện truyền thụ công pháp, hai người có tình nghĩa bán sư, không dám nghĩ nhiều, nhưng nằm mơ cũng không nghĩ tới, tên này bị dao động, tại chỗ liền muốn bái sư. Bất kể nói thế nào, hắn cũng là danh sư thất tinh, loại cường giả cấp bậc này, coi như ở Phong Hào Vương quốc cũng là tồn tại đỉnh phong. Nhân vật như vậy muốn bái sư, hắn tự nhiên cảm thấy kinh ngạc trần chờ một chút, ai ngờ trần chờ làm cho đối phương hiểu lầm, sư cũng không bái, mở miệng xưng sư tổ. Ta sát, cái này cũng quá nhanh đi. Nhưng đã xưng hô sư tổ, cũng không tiện để cho hắn xưng hô lão sư, Trương Huyền chỉ có thể nhẹ gật đầu. Bản tọa Dương Huyền. Dương Huyền. Mục sư vội vàng gật đầu, nhớ kỹ tên sư tổ. Nếu như trong tu luyện còn có vấn đề, muốn thỉnh giáo sư tổ, không biết đi nơi nào tìm kiếm người ta gặp nhau, chỉ là duyên phận, ta dạy người pháp quyết, duyên phận đã diệt. Có duyên liền gặp, vô duyên liền như mây ở chân trời, rời rạc liền giải tán, ngày mai người còn nhận ra, mây kia là mây ngày hôm qua sao. Trương Huyền khoát tay áo. ngụy Trang trước một danh sư như thế, thực quá mệt mỏi, cũng may mắn hiện tại là ban đêm, thấy không rõ lắm, đổi lại ban ngày, rất dễ dàng lộ tẩy. Do đó có thể không thấy, về sau tốt nhất đừng gặp. Cái này... Nghe được đối phương không muốn cùng bản thân dây dưa quá sâu, vẻ mặt mộc sư mất mát, đành phải ôm quyền không người. Lần nữa ngẩng đầu, chỉ thấy vị tiền bối kia đã bay xa, biến mất ở trong màn đêm, lại nhìn không thấy thân ảnh. chương 1360, Sư Tổ 2. Dương Huyền, Dương Sư Ghi tên của đối phương ở trong lòng, mộc sư thở ra một hơi, lúc này mới nhớ tới vị tử dương thú mà đến, lại ở trên không trung tìm nửa ngày, cái gì cũng không tìm được đành phải bất đắc dĩ trở lại học viện nguy hiểm thật thoát ly ánh mắt của mục sư lúc này trương huyền mới thở phào nhẹ nhõm hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới vị mục sư này lại là hậu nhân của thánh nhân quý tộc còn là danh sư thất tinh có loại thực lực này làm sao sẽ hiệu lực cho linh tài các xem ra hắn thật là tìm người đụng phải bản thân trên mặt không khỏi buồn bực bản thân đây là cái vận khí gì ra cửa cũng có thể đụng phải cao thủ lợi hại như thế, may mắn phản ứng nhanh, lừa dối được đối phương, nếu không, chết cũng không biết chết như thế nào. Được rồi, hôm nay vận khí không tốt, đi về nghỉ ngơi trước, ngày mai phá hủy linh tài các lại nói. Vốn còn muốn đi ngoài thành đánh tử dương thú một trầu hả giận, hiện tại xem ra vận khí không tốt lắm, không bằng như vậy được rồi. Khôi phục dung mạo vốn có, lần nữa trở lại chỗ ở, thiên hùng thú đã thu thập bốn hắc y nhân kia ngoan ngoãn, Trương Huyền không thèm để ý, ở trong phòng tu luyện một hồi, liền thấy bên ngoài mặt trời bay lên, trời đã sáng. Mặc dù một đêm không ngủ, nhưng tinh lực sung mãn, không có chút mệt mỏi nào. Duỗi lưng một cái ra khỏi phòng. Ăn điểm tâm xong, lại giảng giải cho đám người Trịnh Dương một chút công pháp, thấy mặt trời lên cao, lúc này mới lệnh Thiên Hùng thú mang theo mấy hắc y nhân nửa chết nửa sống, mà bản thân thì cùng Tôn Cường đi về phía Linh Tài Các linh tài các là nơi giao dịch bảo vật của hồng viễn thành còn chưa tới trước mặt liền thấy dòng người nhúc nhích tràn đầy đầu người nơi này có thị trường giao dịch chợ đen có thể bán ra vũ khí cướp đoạt nhưng bán ra mà nói sẽ thấp hơn giao dịch bình thường cho nên hấp dẫn không ít võ giả đến đây nhìn dòng người chen trúc tôn cường giải thích linh tài các này không giống nguyễn vũ đế quốc kỳ chân lâu người sau là bản thân lâu chủ siêu tập bảo bối lai lịch sạch sẽ mà ở trong này có rất nhiều đều là giết người cướp của giành được, cũng có một chút là trộm được, bởi vì lai lịch bất chính, người bán ra không dám rêu rao, thời điểm bán ra cũng thấp hơn thị trường bình thường. Do đó hấp dẫn không ít người tu luyện đến. Dù sao, tu luyện là hoạt động đốt tiền, tán tu không có bối cảnh, có thể tiết kiệm liền tiết kiệm, ai cũng không nguyện ý dùng nhiều. Đi tới trước mặt, ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ thấy linh tài các cao tới mấy chục mét, hùng tráng uy vũ, khí thế rộng rãi lại là cái tổng thể, không cẩn thận là một thiên công chi khí to lớn nha. Nhìn thoáng qua, ánh mắt Trương Huyền ngưng lại. Tầng lầu của Linh Tài Các rất cao lớn, có điều như một kiện binh khí tự nhiên mà thành, nếu như không đoán sai, bên trong có lẽ bố trí rất nhiều cơ quan, cả tòa lâu là một thiên công cỡ lớn. Không hổ là nơi giao dịch bảo vật nổi danh Hồng Viễn Thành, quả nhiên thủ bút thật lớn. Không nói cái khác, chỉ là lầu các này, nếu bán ra, chỉ sợ cũng có giá trị không nhỏ muốn luyện chế thành công, không có vài chục vị thiên công sư ngũ tinh ngày đêm vất vả là rất khó hoàn thành. Đi tới trước mặt, sờ soáng vách tường một cái, trong lòng khen ngợi, lúc này Trương Huyền mới theo sát đằng sau đám người, đi vào bên trong. Không hổ là cửa hàng giao dịch thành phố lớn, quả nhiên khí độ bất phàm, vừa đi vào trong đó, lập tức bị cảnh tượng chung quanh thu hút. Đại sảnh bày đủ loại bảo vật, cả đám cấp bậc đều không thấp, mặc dù phía trên không ghi giá cả, nhưng có thể để cho nhiều người đổ xô tới như vậy, chắc chắn sẽ không quá cao. Thiếu gia, người nhìn, đang nhìn những bảo bối này, liền nghe Tôn Cường mang theo thanh âm khẩn trương vang lên, chỉ về phía trước. Trương Huyền thuận ngón tay hắn nhìn lại, chỉ thấy một đội tuần tra đi tới. Tổng cộng 6 người, mỗi một cái đều có thực lực hóa phàm bắt trọng, vị trước nhất kia, càng là hóa phàm cửu trọng tầm phong cảnh. Đội tuần tra này, chịu trách nhiệm duy trì trật tự của Linh Tài Các, một khi có người làm loạn, liền trực tiếp ném ra. Tôn Cường gượng cười giải thích. Trương Huyền lên tiếng. Nơi này nhiều bảo bối như vậy, lại thêm linh tài các giám hắn ăn hắc, tất nhiên có bối cảnh cùng thủ đoạn kinh người, nếu không cũng không cần mở, khẳng định sớm đã bị người lật ngược. Cái kia, thấy thiếu ra gật đầu, Tôn Cường tràn đầy nghi hoặc. Ngươi không phải tới tìm phiền toái sao? Ngay cả đội tuần tra cũng có thực lực như thế, còn tìm phiền toái thế nào? chỉ sợ còn chưa kịp nói chuyện liền bị người ném ra ha ha tìm phiền toái cũng không nhất định phải đánh nhau biết ý nghĩ của đối phương trương huyền cười cười linh tài các này dám đánh chủ ý đám người tôn cường khẳng định phải dạy dỗ một bận nhưng giáo huấn liền nhất định phải gây dối sao nơi này là hồng viễn thành đế đô của đế quốc nhất đẳng bản thân càng là một vị danh sư là người làm công tác văn hóa thật muốn chạy tới chém chém giết giết ngược lại là hắn không có đạo lý. Không đánh, vậy. Tôn Cường nháy con mắt. Đi theo ta là được. Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không giải thích, hai mắt đen nhánh không ngừng lấp lẽ, nhìn sang từng dãy bảo vật chung quanh. Đập vào mắt, có khoáng thạch, linh đan, khôi giáp, vũ khí, trận pháp. Tóm lại người tu luyện cần, cơ bản đều có. Người tu luyện bốn phía, tất cả đều tích tụ chung một chỗ, khắp nơi quan sát, muốn mua vật mình muốn đi một hồi, đột nhiên Trương Huyền ngừng lại, cười nhạt một tiếng dặn dò. Đi gọi phục vụ viên tới. Vâng, Tôn Cường không biết trong hồ lô của thiếu gia bán thuốc gì, có điều đã phân phó, liền không dám chậm trễ, nhấc chân đi tới trước đài. Trương 1361, Trương Huyền mua đồ một. Chỉ chốc lát, Tôn Cường liền gọi tới một phục vụ viên, thời điểm trở lại, liền nhịn không được giật nảy mình. Chỉ thấy thiếu gia chẳng biết lúc nào đổi một bộ quần áo, toàn thân phục trang đẹp đẽ, trong tay cầm quạt xếp, không ngừng lay động, vẻ mặt ngạo nghế, từ xa nhìn lại, hiển nhiên là một hoàn khố phú nhị đại. Đây là muốn làm gì? Trong lòng nghi hoặc, lời đến khóe miệng lại nuốt xuống, ngoan ngoãn đi tới trước mặt, ôm quyền. Thiếu gia lúc trước thời điểm lão gia dẫn hắn đi thiên vũ thương hội, cũng cử chỉ quái dị, kết quả làm lăng thiên vũ chuyên môn chạy tới yết kiến, cam tâm đưa tiền, có phải thiếu gia cũng muốn chơi một bộ này không? Ân, nhẹ gật đầu, Trương Huyền liếc mắt nhìn thoáng qua phục vụ viên theo ở phía sau. "Ngươi là quản sự nơi này?" Quản sự không dám nhận, có thể làm điểm chủ. Phục vụ viên cười nói: "Người bán hàng này là thanh niên 20 tuổi, tu vi hóa phàm ngũ trọng, chịu trách nhiệm giới thiệu, bán ra thương phẩm, có quyền lợi nhất định. Có thể làm chủ là tốt rồi, ta muốn ở chỗ ngươi mua vài món đồ, ngươi tìm vật quý đề cử cho ta mấy thứ." Trương Huyền phất quạt một cái, thản nhiên nói. Tìm vật quý, tôn cường nheo mắt, hắn làm qua buôn bán, biết quy củ buôn bán, người khác mua đồ sợ bị cắt, đều lựa chọn khiêm tốn, giả bộ không có tiền, thiếu ra ngược lại tốt, chọn quý đề cử. Cái này chẳng phải bày tỏ, bản thân nhiều tiền không có chỗ xài. Gặp được dạng khách hàng này, không cắt cổ lấy máu mới lạ. Không phải qua báo thù sao? Sao ngược lại giống như tới cho đối phương kiếm tiền? Quả nhiên, nghe được hắn nói, ánh mắt phục vụ viên đối diện sáng lên tiến về phía trước một bước vị thiếu gia này thanh đồng giản này cũng không tệ là luyện khí sư lục tinh luyện chế thành đã đạt tới linh cấp trung phẩm đỉnh phong trên quầy trước mắt vừa vặn trưng bày một thanh đồng giản tản mát ra hàn mang cho ta xem một chút nghe được giới thiệu trương huyền cũng không chối từ nhàn nhạt khoát tay áo được rồi con mắt lóe lên phục vụ viên vội vàng lấy thanh đồng giản ra ngoài hai tay đưa qua. Trương Huyền tiện tay tiếp nhận, bàn tay nhẹ nhàng lắc một cái. Ông, thanh đồng giản phát ra tiếng kêu khẽ, mang theo tiếng gió phần phật, cho người ta một loại cảm giác áp bách cực mạnh. Đồ tốt, hài lòng gật đầu, tiện tay ném cho tôn cường, mí mắt Trương Huyền vừa nhấc, nhìn về phía phục vụ viên. Bao nhiêu tiền? Bẩm báo thiếu ra, thanh đồng giản này là luyện khí đại sư lục tinh chu quyền tự mình luyện chế thành, đã hơn 100 năm, không chỉ có giá trị sử dụng, còn có ý nghĩa kỷ niệm, là một trong các bảo bối chấn điếm của linh tài các chúng ta, giá cả nha. Có thể sẽ đắt một chút. Trần chờ một chút, phục vụ viên nói. Tới rồi. Nghe ngữ khí như thế, Tôn Cường lắc đầu. Cái tên này rất tặc, như nhìn ra thiếu gia của mình là chảy gỗ cố ý dùng loại giọng này nâng giá. Đang suy nghĩ cần ứng đối ra sao, liền nghe thiếu gia luôn luôn trầm ổn hừ lạnh một tiếng. Mark, làm sao, người sợ ta mua không nổi. Che cái chán, tôn cường suýt chút nữa khóc. Thiếu ra, ngươi là đến báo thù. Làm sao cảm giác giống như nhà giàu mới nổi vào thành, để cho người ta xâm lược. Dĩ nhiên không phải, ta biết thiếu ra thân phận cao quý, khẳng định mua được. Cười xòa một tiếng, phục vụ viên cắn răng, giống như kiếm ít đi rất nhiều tiền. Thanh đồng giản này, nguyên bản 5.000 linh thạch trung phẩm, thiếu ra sảng khoái như vậy, nếu thật muốn mua, ta có thể xin miễn giảm, ba ngàn bán ra. Ba ngàn, tôn cường hộp máu. Cái này con mẹ nó là ăn cướp trắng trợn a AH. Hôm qua hắn đến, cũng nhìn qua thứ này, chào giá mới một ngàn, kết quả không có người mua, hôm nay mới mở miệng lại muốn ba ngàn. Còn ba ngàn liền có thể bán ra. Thật khi chúng ta là đồ đần. Đang định nhắc nhở một câu, chỉ thấy thiếu gia hài lòng nhẹ gật đầu. Luyện khí đại sư lục phẩm luyện chế vũ khí, đáng cái giá này. Tôn Cường, bao lên, thứ này bản thiếu ra muốn. Muốn. Tôn Cường nhoáng một cái. Thiếu ra đây là điên rồi sao? Không nói trước ba ngàn linh thạch trung phẩm có hay không? Cho dù có, cũng không mua cái phết vật này ah Còn luyện khí sư lục tinh, còn cái gì chu quyền, nghe xong liền biết là lừa dối. Có nhiều tiền như vậy, đã có thể mua một chuôi binh khí linh cấp thượng phẩm, ai sẽ mua thứ này? Nhưng thiếu ra nói mua hắn làm hạ nhân, là không dám phản bác, đành phải cầm thanh đồng giản trong tay. Phục vụ viên hiển nhiên cũng không nghĩ tới, vị trước mắt sẽ thống khoái như vậy, kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Cái này là chuyện gì, để không biết bao nhiêu ngày, bán không được, đối phương không chút do dự mua, thoạt nhìn thật đúng là người có tiền A. Ân, còn có đắt hơn hay không, thứ càng tốt, mang ta xem một chút, chẳng lẽ linh tài các các ngươi, vật chân quý nhất chỉ là thanh đồng giản linh cấp trung phẩm đỉnh phong này một tay vắt chéo sau lưng, một tay nắm quạt xếp, Trương Huyền bực mình, thật giống như vừa rồi mua đồ quá mức tiện nghi, không xứng với thân phận. Có, đương nhiên là có đắt hơn. Con mắt phục vụ viên tỏa ánh sáng, đang muốn dẫn đường, nhưng trần chờ một chút. Thiếu ra, tiền của thanh đồng giản này. Không phải hắn không tin đối phương, mà làm ăn nhiều năm như vậy, hạng người gì cũng gặp, vì lý do ổn thỏa, trước thấy tiền lại nói. Cảm thấy bản thiếu ra sẽ quyệt nợ, thật to gan. chương 1362, Trương Huyền mua đồ 2. Dường như tôn nghiêm nhận lấy vũ nhục, Trương Huyền hừ một tiếng, đang muốn nổi giận, lập tức lắc đầu. Cũng tốt, không cho người chút thịt, người cũng không tận tâm giúp ta tìm đồ. Nói xong cổ tay khẽ đảo, ném tới một viên linh thạch. Phục vụ viên tiện tay tiếp nhận, nhìn thấy đồ vật trong tay, lập tức cứng ngắc tại nguyên chỗ. Linh thạch thượng phẩm. Đối phương tiện tay ném tới, linh khí đầy đủ, tản mát ra linh khí tinh thuần để làn da đau nhức. Lại là một viên linh thạch thượng phẩm. Loại linh thạch cấp bậc này, chỉ có cường giả thánh cảnh, ít nhất cũng là tầm phong cảnh mới có thể giao dịch, đối phương tiện tay ném ra, dùng tới mua thanh đồng giản. Để yết hầu hắn phát khô. Không sai, một viên linh thạch thượng phẩm, giá trị một vạn viên trung phẩm, có lẽ đầy đủ mua thanh đồng giản đi. Trương huyền hư một tiếng. Đầy đủ, đầy đủ, còn thừa, phục vụ viên vội vàng gật đầu. Mới vừa rồi còn hoài nghi, hiện tại vẻ hoài nghi lập tức tan thành mây khói. Có thể tùy tiện lấy ra một viên linh thạch thượng phẩm, làm sao có thể mua không nổi đồ vật. Không cần đoán, khẳng định là thiếu gia đại gia tộc, dùng tiền đã quen. Ân, còn không mau dẫn đường. Trương Huyền nói. Vâng, có viên linh thạch thượng phẩm này làm nền, thái độ của phục vụ viên so với vừa rồi cung kính hơn không ít, vội vã ở phía trước dẫn đường, chỉ chốc lát ba người liền đến chỗ sâu trong đại sảnh. Người trong này rõ ràng ít đi rất nhiều, có điều có thể tới đây, hầu như đều là quan lại quyền quý có thân phận, hơn nữa bên trong trưng bày đồ vật, hiển nhiên càng thêm chân quý. Trương Huyền ngẩng đầu nhìn qua. Vũ khí linh cấp thượng phẩm, khoáng thạch chân quý, linh quả có thể để người kéo dài tuổi thọ. Minh lý chi nhãn lấp lóe, bảo khí bắn ra bốn phía, chiếu rọi có chút hoa mắt. Không hổ là Hồng Viễn Thành linh tài các coi như ánh mắt hắn cực cao, nhìn thấy những bảo vật này, cũng nhịn không được cảm thấy có chút động tâm. Nhìn một vòng, khóe miệng chậm rãi vung lên, đi tới một cái hộp ngọc cách đó không xa. Đây là cái gì? Đi tới trước mặt, Trương Huyền hỏi. Đây là phá trướng đan cấp 6, chỉ cần dùng, có thể để cho hóa phàm cửu trọng vô điều kiện tấn thăng một tiểu cấp. Là luyện đan học viện la viện phó tự mình luyện chế, giá cả cực cao. Phục vụ viên vội nói phá trướng đan cấp 6. Tu vi càng cao, tu luyện càng khó, nhất là đạt tới hóa phàm cửu trọng, trong cơ thể ngưng tụ kim đan, sau khi phục dụng có thể vô điều kiện tăng lên một tiểu cấp, công hiệu cùng giá trị của thứ này, có thể nói kinh khủng. Ta có thể nhìn một chút hay không? Trương Huyền mở miệng. Loại đan dược này dựa theo lẽ thường, là không cho phép người khác đụng vào, có điều, thiếu gia muốn nhìn, ta có thể lấy ra. Biết vị trước mắt này là khách hàng lớn, phục vụ viên cười nói. Ân. Trương Huyền nhẹ gật đầu. Phục vụ viên tiến về phía trước một bước, mở quầy hàng, lấy hộp ngọc ra ngoài, nhẹ nhàng mở ra. Âm ầm. Một cỗ linh lực tinh thuần từ trong đó truyền lại, để cho lỗ chân lông toàn thân người ta mở rộng, như chỉ cần nuốt viên thuốc này vào, liền có thể khiến tu vi người ta tăng nhiều, thực lực có bay vọt về chất. Trên đan dược, tựa như có khói xanh vây quanh, bất cứ lúc nào cũng sẽ hóa long, thoát ly khống chế viên đan dược này chỉ là cấp bậc thành đan, nhưng bởi vì dược liệu luyện chế chân quý, cấp bậc quá cao, vẫn có giá trị không nhỏ. Thuốc tốt, đan dược cấp 6, loại thuốc này, tính toán muốn mua, cũng mua không nổi. Đúng vậy, quá chân quý. Mở hộp ngọc ra, linh lực sao động, cũng đưa tới không ít người vây xem. Trước đó rất nhiều tu luyện giả ở trong đại điện nhìn những bảo vật khác, toàn bộ ánh mắt đều tập trung tới. Thấy mọi người bị thu hút, Trương Huyền khoát tay áo. "Che lại đi, thuốc này không tệ, bao nhiêu tiền, ta mua." Nghe được vị thiếu gia này muốn mua, phục vụ viên vội vàng đóng nắp hộp, vẻ mặt hưng phấn mở miệng. "Đây là đan dược cấp 6, càng là luyện đan học viện phó viện trưởng dùng 9981 loại dược liệu quý báu luyện chế thành, nếu như thiếu gia thật muốn mua, hai viên linh thạch thượng phẩm." Hai viên linh thạch thượng phẩm? Đây là cướp sao? Trước mấy ngày nó không phải 5.000 linh thạch trung phẩm sao? Lúc nào tăng tới hai viên linh thạch thượng phẩm? Trung quanh một mảnh xôn sao? Thường xuyên đến linh tài các đi dạo, đối với giá tiền của vật phẩm nơi này đều biết một chút. Viên thuốc kia, mặc dù đạt đến cấp 6, nhưng chỉ là hạ phẩm, hơn nữa vừa mới thành đan, giá cả 5.000 linh thạch trung phẩm, coi như rất công đạo, hai viên linh thạch thượng phẩm. Có thể nói không khác gì đoạt. Thời điểm mọi người cảm thấy vị thiếu gia này khẳng định sẽ cảm thấy quá đắt mà không mua. Đan dược cấp 6, hai viên linh thạch thượng phẩm, không đắt lắm, mua. Mua. Mọi người ngẩn ngơ, gặp qua ngốc nhưng chưa thấy qua ngốc như vậy. Người mua đồ không cần mặc cả sao? Vậy thì tốt, hiện tại ta liền bọc lại cho thiếu gia. Nghe hắn muốn mua, phục vụ viên hưng phấn nhảy lên, vội vàng cầm hộp ngọc muốn đặt vào trong tay Tôn Cường nhưng còn không có đưa tới trước mặt, chỉ thấy vị thiếu gia hào sảng trước mắt nhìn lại, nhíu mày, lộ ra một tia lo lắng. Thứ này của các ngươi, không có hàng giả chứ? Hàng giả, thiếu gia nói giỡn. Phục vụ viên xấu hổ cười một tiếng. Đồ vật của linh tài các chúng ta, đều có dám bảo đại sư chuyên môn giám định, tuyệt sẽ không sai, chỉ cần phát hiện có vấn đề, một đền mười. Trường 1363, đây đều là hàng giả thượng. Một, giả một đền người chuyện này là thật trương huyền như vẫn không yên lòng nhịn không được nói cái kia là tự nhiên uy tín của linh tài các chúng ta là rất cao phục vụ viên vội nói như vậy a hát các ngươi đã có thể bảo chứng uy tín vậy ngươi trước cầm viên đan dược này ta lại chọn mấy thứ đến lúc đó cùng một chỗ tính tiền nghe được đối phương nói coi trọng uy tín trương huyền như chút được gánh nặng uy tín khóe miệng tôn cường co giật vì chút bảo vật, cũng giết người cướp của đến cửa nhà, nơi này cũng có uy tín. Nói đùa cái gì đó? Loại chuyện hoang đường này, thiếu gia cũng tin. Mấu chốt nhất là, có tin hay không đều dâu riêng trọng yếu là. Chúng ta không có tiền. Vừa rồi viên linh thạch thượng phẩm kia, là lúc trước thiếu gia ở danh sư thi đấu lấy được ban thưởng, giờ phút này lấy ra, liền thật một nghèo hai trắng, coi như muốn mua, cũng không mua nổi a hát. Được, thiếu gia mời chọn. Thấy vị này còn muốn chọn mấy thứ, phục vụ viên tràn đầy hưng phấn gật đầu. Đối phương có thể tiện tay ném ra một viên linh thạch thượng phẩm, nói rõ tài phú to lớn, coi như không vội vã đưa tiền cũng không lo lắng, dù sao mua nhiều lắm, cùng một chỗ tính tiền, thật muốn trả không nổi, đồ vật cũng không có khả năng cầm đi. Loại phục vụ viên giống như hắn, căn cứ vật phẩm bán đi chích phần trăm, bán đồ vật giá cả càng cao, chích phần trăm cũng càng cao. Gặp được ngu ngốc như vậy, chỉ một lần buôn bán liền vượt qua trước kia nhiều năm tích góp kiếm bồn tràn bát đầy ân trương huyền gật gật đầu dạo qua quầy hàng trước mắt một vòng không lâu sau quạt xếp trong tay giơ lên cái này cái này cái này liên tục chỉ tám cái nhìn thấy hắn chỉ nhiều như vậy vẻ mặt của phục vụ viên càng ngày càng đỏ đây đều là chút khoáng thạch bảo vật chân quý cả đám có giá trị không nhỏ toàn bộ bán ra không cần phải nói nhiều năm buôn bán Tiền cả đời cũng không bằng một ngày này kiếm được. Không chỉ hắn như thế, người chung quanh xem náo nhiệt cũng giật nảy mình. Hai viên linh thạch thượng phẩm, mua một viên đan dược hạ phẩm cấp 6, liền để bọn hắn kinh ngạc, tên này còn chọn nhiều như vậy, lúc nào Hồng Viễn Thành tới một thổ hào xem tiền tài như cặn bã như thế. Ta lấy tám thứ kia tới cho thiếu gia. Thấy thanh niên chỉ xong, phục vụ viên kích động xoay người, định lấy những bảo bối này tới, cho đối phương quan sát, sau đó tính toán giá cả tám cái này không cần còn lại đóng gói hết cho ta trương huyền phe phẩy quạt phù phù phục vụ viên nhoáng một cái chỉ cảm thấy đầu gối mềm nhún suýt chút nữa nằm trên mặt đất người chung quanh cũng miệng há mở có thể nhét vào quả trứng ngỗng ngay cả tôn cường cũng thiếu chút nữa ngất đi hắn có lão gia ở sau lưng chỗ dựa lá gan luôn rất lớn nhưng nằm mơ cũng không nghĩ tới lá gan của thiếu gia càng lớn tám cái này không cần còn lại đều lấy hết. Gian phòng này, đủ loại bảo vật trưng bày, ít nhất hơn trăm dạng, hơn nữa đại bộ phận đều là vũ khí, khôi giáp, mỗi một kiện đều muốn lấy linh thạch thượng phẩm cân nhắc, người một hơi muốn hết. Đây chính là hơn 10 viên linh thạch thượng phẩm, thậm chí phá trăm. Có thể lấy ra nhiều như vậy sao? Không bỏ ra nổi, có thể bị người tại chỗ đánh chết hay không? Muốn hết. Qua nửa ngày, phục vụ viên mới khôi phục lại, yết hầu phát khô, audio điện tử võ tấn bền. Mới vừa rồi còn nghĩ coi như đối phương muốn tám cái này, trích phần trăm cũng đủ hắn tiêu cả đời, hiện tại trừ tám cái này, còn lại tất cả đều muốn, một khi giao dịch thành công, 10 đời cũng xài không hết a -H. Không sai, lập tức tính sổ, đóng gói cho ta. Trương Huyền khí phách khoát tay áo. Vâng. Mạnh mẽ bóp eo mình một cái, phục vụ viên xác định không nằm mơ, lúc này mới vội vã lấy qua các bảo vật, chất thành một đống khiến người ta run sợ. Bẩm báo thiếu gia, tổng cộng là 93 kiện, cộng lại là 237 viên linh thạch thượng phẩm. Thanh âm của phục vụ viên có chút phát run. 237 viên, không đắt. Trương Huyền nhẹ gật đầu, nhìn Tôn Cường khoát tay áo. Quản gia, cho hắn linh thạch. Cho. Tôn Cường cứng ngắc. Cho cọng lông A hát. Trên người của ta ngay cả 237 viên linh thạch trung phẩm cũng không có, làm sao cho đang không biết làm sao cho phải, liền nghe thiếu gia đột nhiên vỗ tay, lần nữa nghi ngờ nhìn qua. Trước không vội, những vật này của ngươi, xác định đều là hàng thật, giả một đền người. Cái kia là tự nhiên, bảo vật của chúng ta, đều là giám bảo sư lục tinh mặc phi đại nhân tự mình giám định, già trẻ không gạt, chất lượng tuyệt đối không có vấn đề. Nghe đối phương mở miệng lần nữa, phục vụ viên vội vàng gật đầu. Như vậy đi, người mời mặc phi đại nhân tới, ta để hắn ngay mặt giám định, cho ra kết quả giám định, mới có thể yên tâm. Trương Huyền nói, cái này, phục vụ viên sững sờ, lập tức nhẹ gật đầu. Tốt, thiếu ra chờ một chút, ta đi mời ngay. Nói xong vội vã rời đi. Mua nhiều đồ như vậy, không yên lòng tìm người giám định cũng rất bình thường. Đúng vậy, có điều vị mặc phi đại sư này ta biết, mặc dù là giám bảo sư lục tinh, nhưng một mực ăn cung phụng của linh tài các, người có thể xác định, Hắn dám định là thật sự. Ân cung phụng, đương nhiên phải vì linh tài các nói chuyện, hắn tùy tiện nói vài câu, người cũng nghe không hiểu, đồng dạng bị dao động. Kẻ trước mắt này thoạt nhìn cũng không thiếu tiền, tìm người dám định, chỉ sợ chỉ là mua cái an tâm. Chương 1364, đây đều là hàng giả thượng. Hai. Nhìn một màn này ở trong mắt, mọi người hạ giọng nói thầm. Vào cửa hàng mua đồ, coi như tìm người dám định, cũng là phe thứ ba mặc phi dám bảo sư bản thân là người của linh tài các còn không phải muốn nói cái gì chính là cái đó thật muốn hắn tới liền đợi bị dao động đi trong âm thanh nói thầm phục vụ viên lần nữa đi trở về một lão giả bụng vệ theo ở phía sau đầu lâu vung lên ánh mắt ngạo nghế ai muốn dám định còn chưa tới trước mặt lão giả liền hư một tiếng dám bảo sư ở trong cửa hàng là chức nghiệp được vây đỡ nhất coi như linh tài các các chủ cũng phải ứng phó cẩn thận không dám bất kính. Ta, Trương Huyền gấp quạt xếp. Những bảo bối này đều là ta mua, còn hy vọng hỗ trợ giám định một chút. Đây đều là ta giám định qua, thuộc về chính phẩm, già trẻ không gạt, làm sao, ánh mắt của giám bảo sư lục tinh ta, người cũng dám hoài nghi. Lão giả gọi là Mạc Phi, cúi đầu nhìn thoáng qua bảo bối chung quanh, nhướng mày. Người giám định qua, Trương Huyền nhìn tới. Không sai, còn không lấy giám định thư tới mặc phi khoát tay phục vụ viên nhẹ gật đầu vội vàng đi đến quầy hàng rất nhanh liền mang tới một đống đồ vật chính là giám định thư của những bảo vật này mỗi một tờ đối ứng một bảo vật không sai chút nào là khoản sao phần đề chữ ghi tên trên văn bản hay bức họa ngày xưa đều là của lão giả trước mắt này có giám định thư liền tốt trương huyền thở phào nhẹ nhõm nhận lấy những vật này nhìn kỹ một lần mỉm cười nghe nói đồ vật nơi này của các ngươi giả một đền mười, không biết có phải thế không? Đương nhiên, Mạc Phi gật đầu, làm giám bảo sư lục tinh, hắn vẫn rất tự tin. Vậy thì tốt, xem trước viên đan dược một chút này. Trương Huyền vẫy tay một cái, viên đan dược cấp 6 kia liền bay tới, rơi vào lòng bàn tay. Làm sao, người cảm thấy viên phá trướng đan cấp 6 này có vấn đề? Thấy hắn cầm đan dược, Mạc Phi nhíu mày. Ta nhìn ngươi trên giám định thư viết là, luyện đan học viện phó viện trưởng dùng 9981 loại dược liệu luyện chế thành, có thể để cho cường giả tầm phong cảnh vô điều kiện tấn thăng một cấp, không biết có phải hay không. Cái kia là tự nhiên. Mặc phi hất ống tay áo. Viên đan dược kia là cấp 6 không giả, lại không phải luyện đan học viện phó viện trưởng luyện, mà là một vị luyện khí sư lục tinh nghèo túng, dùng 72 loại dược vật luyện chế thành. Nhìn đan dược mang theo vàng dược, là bởi vì tăng thêm tinh huyết của hóa phàm cửu trọng kim linh mãng thú, tản mát ra dị hương, nói rõ bên gia nhập quyết minh hoa. Nắm lên co giãn 10 phần, đây là bên trong có hàm dưỡng thảo. Mở ra hộp ngọc đựng đan dược, Trương Huyền phân tích từng loại. Nói một hơi mấy chục loại đặc điểm dược vật, cùng thành phần dược liệu. Mỗi nói một loại, vẻ mặt mặc phi liền trắng một chút. Làm dám bảo sư lục tinh, hắn biết đối phương nói không có một chút sai lầm cầm lấy đan dược chỉ nhìn thoáng qua liền nói kỹ càng như thế như tự mình luyện chế loại thủ đoạn giám định này so với hắn chỉ mạnh không yếu thành phần dược liệu phá trướng đan chỉ như vậy người nói ra thì có ích lợi gì chỉ cần đan dược không sai có thể để người ta tấn cấp là được không tính là hàng giả chứ thấy đối phương càng nói càng nhiều mặc phi hừ một tiếng ngắt lời để cho người ta tấn cấp trương huyền lắc đầu ta nói nhiều như vậy xem ra ngươi nghe không hiểu tinh huyết của kim linh mãng thú là đồ tốt có điều gia nhập quyết minh hoa liền không nhất định quyết minh hoa còn gọi tuyệt mệnh hoa nhất định phải có thất thanh thảo trung hòa mới có thể phát huy dược hiệu mà trong viên đan dược này không có nói cách khác sau khi phục dụng không những không thể để cho người tấn cấp còn sẽ trúng độc tử vong tại chỗ trương huyền nhẹ nhàng cười một tiếng trúng độc thật hay giả thật là như thế đan dược này không chỉ là hàng giả, sẽ còn hại người. Nghe nói như thế, mọi người đều sững sờ, cả đám giật nảy mình. Tốn hao to lớn mua sắm đan dược, mục đích chỉ có một, cái kia chính là nghĩ biện pháp tấn cấp. Thuốc này không những không thể để cho người tấn cấp, còn có thể hạ độc chết người, ai còn dám ăn. Nói bậy, thuốc này linh khí 10 phần, dược tính sung mãn, làm sao có thể có độc. Mặc phi nhướng mày, không có độc, người đã xác nhận, vậy liền đơn giản lấy thử đan thú tới thử một lần liền biết trương huyền cười nói thử đan thú được mặc phi hừ một tiếng quay đầu phân phó một câu một con thử đan thú bị dẫn qua thử đan thú có thể đo lường dược tính đan dược miễn đi nhân loại ăn nhầm bị thương người tự mình đến đi ta sợ thất bại ngươi không thừa nhận trương huyền đưa hộp ngọc tới a à, lạnh hừ một tiếng mặc phi tiếp nhận đan dược lấy ra một tia thuốc bột cho thử đan thú ăn vào. Dược tính đan dược cấp 6 quá mạnh, cho thử đan thú dùng nhiều lời nói, coi như không độc, đồng dạng sẽ chết no. Một chút thuốc bột, vừa vặn có thể đo lường dược tính, lại không đến mức tổn thất quá lớn. Cô 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 cục cục. Thử đan thú phục dụng thuốc bột, khí tức toàn thân bắt đầu gia tăng. Lực lượng gia tăng, còn không phải phá trướng đan. Thấy bộ dáng như vậy, Mạc Phi cười lạnh một tiếng, đang muốn chế giễu đối phương vài câu ra vẻ hiểu biết, đột nhiên nhìn thấy thử đan thú trong lòng, khí tức bay lên bỗng nhiên dừng lại, toàn thân không tự chủ được giật giật. Phốc, nó phun ra máu tươi đen kịt, toàn thân cứng đờ, nằm xuống, hô hấp không còn. chương 1365, đây đều là hàng giả hạ. Một, cái gì? Chết rồi. Chẳng lẽ, viên đan dược này thật không phải phá trứng đan, mà là độc dược? Cái này thật là đáng sợ. Hai viên linh thạch thượng phẩm mua một viên thuốc giả về. Linh tài các cũng quá bất nhân a, à, hố người cũng không phải lừa bịp như vậy. Nhìn thấy thử đan thú tử vong tại chỗ, tất cả mọi người chung quanh xôn xao. Bỏ ra nhiều tiền mua đan dược, mục đích là vì tấn thăng, kết quả ăn xong không những không tăng cao tu vi, ngược lại độc chết, đây là bất kỳ tu luyện giả nào cũng không nguyện ý nhìn thấy. Mạc Phi luôn miệng nói đây là chính phẩm, hàng thật, kết quả hạ độc chết thử đan thú. Còn để cho người ta tin tưởng thế nào? Cái này, Mạc Phi cũng sững sờ, cứng ngắc tại chỗ. Thử đan thú ăn vào lượng thuốc, hắn chuyên môn tính toán qua, tuyệt đối không vượt chỉ tiêu. Bây giờ lại bị độc chết, chẳng lẽ, thật giống như đối phương nói, viên đan dược này không phải phá chứng đan, mà là dược vật luyện chế hỏng. Cái này có tính thuốc giả không? Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng. Cái này, tốt, viên đan dược này, coi như ta nhìn lầm là ta sơ sẩy. Thấy thử đan thú bị độc chết, biết giải thích nhiều hơn nữa cũng vô dụng, mặc Phi hừ một tiếng. Nhìn nhầm, người đâu chỉ nhìn lầm. Trương Huyền tiện tay chảo một cái, thanh đồng giản cũng xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Nội dung giám định thư ngươi cho ra, thứ này là luyện khí đại sư lục phẩm luyện chế thành, có công hiệu diệt hồn, coi như vu hồn sư đi tới trước mặt, cũng có thể một giản giết chết. Không sai, mặc dù thanh đồng giản này chỉ là linh cấp trung phẩm đỉnh phong nhưng mang theo lịch sử nặng nề trong đó ẩn chứa lực lượng sấm sét giết chết phu hồn cũng không thành vấn đề. Mặc phi khẽ nói, chuôi thanh đồng giản này hắn là chuyên môn nhìn rất lâu cũng nghiên cứu qua không có khả năng sai lầm. người đã tự tin như vậy thử một chút liền biết. trương huyền nhàn nhạt nhìn về phía phục vụ viên cách đó không xa. người là hợp linh cảnh đã bắt đầu tu luyện linh hồn. Nếu như kiện binh khí này có công hiệu diệt hồn, thì triển với ngươi, khẳng định sẽ cảm thấy linh hồn đau nhức. Nói đến đây, nhìn về phía Mạc Phi. Điểm ấy không có gì dị nghị chứ? Vũ khí có công năng diệt hồn, đối với linh hồn của tu luyện giả có tác dụng tổn thương cực lớn. Cường giả hợp linh cảnh, linh hồn mới vừa bắt đầu tu luyện, linh nhục vẫn chưa hoàn toàn thống nhất, gặp được loại binh khí này, rất dễ dàng bị thương. Không ý kiến. Mạc Phi lên tiếng người chung quanh xem náo nhiệt cũng gật đầu. Vu hồn sư biến mất ở trong dòng sông lịch sử, tìm không thấy, nhưng cường giả hợp linh cảnh rất nhiều, dùng loại người này đo lường thanh đồng giản, không có vấn đề chút nào. Người tới đi, Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, đưa thanh đồng giản cho Mạc Phi. Mạc Phi nhíu mày, chân khí trong cơ thể phun trào, mãnh liệt ra tay với phục vụ viên. Rất nhanh đo lường ra, thanh đồng giản rơi vào trên người, cũng không có linh hồn đau đớn, nói cách khác, không có công hiệu diệt hồn. Cái này, làm sao có thể? Khuôn mặt mặc phi tái đi. Chuôi thanh đồng giản này, chuyên môn thử qua, bên trong ẩn chứa lực lượng sấm sét đối với linh hồn có áp bách cực lớn, có thể giết chết hồn phách của vu hồn sư, hiệu quả cực mạnh. Làm sao đột nhiên lại không có? Không có hiệu quả này, chỉ là thanh đồng giản bình thường, căn bản không đáng tiền. Vũ khí có công năng diệt hồn, có thể đối phó linh hồn, đồng dạng, loại năng lực này cũng chỉ có vu hồn sư mới có thể tiêu trừ, nhưng vu hồn sư sớm đã thất truyền không biết bao nhiêu năm, chẳng lẽ? Trước kia ta thật nhìn lầm, thân thể nhoáng một cái, vẻ mặt như giấy trắng. Thanh đồng giản có hiệu quả diệt hồn, mà loại hiệu quả này cũng chỉ có vu hồn sư mới có thể tiêu trừ đi, những người khác cho dù là thánh giả cũng làm không được. Hiện tại chức nghiệp vu hồn đã biến mất, thứ này không có công năng diệt hồn, há không cho thấy, trước đó bản thân giám định đều là sai. Dám định sai một lần, ngược lại cũng thôi, liên tục hai lần, để hắn không thể tin được, có chút hoài nghi nhân sinh. Dám bảo sư, cả đời chỉ có thể xuất hiện ba sai lầm, một khi vượt qua sẽ hủy tư cách, chẳng lẽ một thế anh danh sẽ hủy ở đây? Cái đỉnh đồng này, người dám định viết là Cửu Khúc đỉnh, xuất từ luyện khí đại sư lục tinh, ưu thế là có thể tạo ra cửu khúc hỏa, thời điểm luyện đan, dược liệu dung hợp càng thêm đều đặn. Nhưng thiếu hụt là khó thuần phục linh tính trong đó, khó để nó nhận chủ lời này có đúng hay không? Không để ý tới Mạc Phi đã hoài nghi mình, Trương Huyền tiếp tục nhìn qua, bàn tay lắc một cái, một cái lô đỉnh đi tới trước mặt. Cũng là bảo vật của Linh Tài Các, trước đó đã dám định qua. Đúng, Mạc Phi gật đầu, ngữ khí rõ ràng không tự tin như trước. Cửu khúc đỉnh, mặc dù xác suất luyện đan thành công cao, nhưng linh tính trong đó rất khó nhận chủ, đây là sự thật người người đều biết, không có sai lầm gì. Mạc Phi cắn răng, đây không phải cửu khúc đỉnh, cũng không có linh tính phức tạp như vậy, ta muốn nó nhận chủ, sẽ không vượt qua một phút đồng hồ. Trương Huyền thản nhiên nói, không đến một phút đồng hồ, sao có thể, nếu quả thật có thể nhận chủ nhanh như vậy, ta liền thừa nhận bản thân nhìn lầm, cái này là hàng giả. Mặc Phi cười lạnh, chương 1366, đây đều là hàng giả hạ. Hai, nói đùa gì đó, cửu khúc đỉnh khó nhất chính là nhận chủ, đây là sự thật người người đều biết, không đến một phút liền nhận chủ. Nằm mơ, cường giả thánh cảnh cũng làm không được. Đây chính là người thừa nhận. Cười một tiếng, Trương Huyền đi tới trước lô đỉnh, bàn tay tùy tiện đập ở phía trên mấy lần, ngay sau đó đứng tại chỗ. Còn không nhận chủ. Ông, tiếng nói kết thúc, lô đỉnh nguyên bản đứng sừng sướng ở tại chỗ không nhúc nhích, đột nhiên phát ra một tiếng vang, hưng phấn như gặp được chủ nhân. Cái gì? thân thể mặc phi nhoáng một cái, suýt chút nữa hộp máu. Đây là thanh âm lô đỉnh nhận chủ, hắn rõ rõ ràng ràng, tuyệt sẽ không sai. Cửu khúc đỉnh chân chính, linh tính phân tán, 10 năm cũng khó mà nhận chủ, người trước mắt, ngay cả nửa phút cũng không đến liền hoàn toàn thành công. Chẳng lẽ nhìn lầm, cái đồ chơi này cũng là hàng giả. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Viên tử đàn châu này, đeo ở trên người, có thể tính tâm an thần, tẩm bổ tâm tính, nhưng lại bị vu hồn nguyền rủa mang ở trên người, chẳng những không có hiệu quả tính tâm, chỉ sợ sẽ còn tẩu hỏa nhập ma, sống chết không do bản thân. Bình dược dịch này, người phân tích là dùng mấy chục loại độc dược dung hợp thành, đối với thân thể rèn luyện có chỗ tốt cực lớn, nhưng ta mới vừa nhìn, độc tính căn bản không trung hòa, một khi dùng, chẳng mấy chốc sẽ hạ độc chết người. Cái khoáng thạch này, mệnh danh dung nhập vũ khí, có thể để nó gia tăng một cấp bậc, nhưng căn bản không có cách dung luyện, đừng nói tan vào vũ khí, ngay cả mài rũa cũng khó khăn. Cái này, liên tục chỉ ra ba loại sai lầm, cũng tự mình thí nghiệm, Trương Huyền lấy tới các bảo vật, mỗi lấy một loại, sẽ ở phía trên đập mấy lần, giống như làm sạch sẽ bụi bặm, sau đó lại từng kiện từng kiện liệt kê ra. Mỗi nói một cái, thân thể Mạc Phi liền lắc một lần. Liên tục nói mấy chục thứ, mặt đã như đáy nồi, sắp muốn điên rồi. Đối phương chỉ ra những thứ này, không có sai lầm chút nào bất kể tìm người thí nghiệm hay tự thể nghiệm kết quả đều giống nhau như đúc trước đó bảo vật này tất cả đều nhìn qua phù hợp đặc tính đo lường làm sao một cái nháy mắt toàn bộ đều thay đổi nhất là đo lường mấy thanh trường kiếm không những khó thuần phục còn có ác linh ở bên trong tùy ý đả thương người thứ này thật muốn mua ra ngoài cũng không phải bảo mệnh mà là giết người nhiều hàng giả như vậy bảo vật của linh tài các ta trước đó luôn rất yên tâm Hiện tại lại nhiều hàng giả như vậy. Nhiều như vậy, về sau làm sao tin tưởng? Xem ra không thể mua đồ ở đây, hàng giả nhiều như thế, tiện nghi hơn cũng không cần a -hát. Mọi người nhìn ở trong mắt, trong lòng tất cả đều run lên. Đây không phải vấn đề giàu nghèo. Đắt, chỉ cần có thể mua được chính phẩm, cũng không có gì, tiện nghi hơn, mua đến hàng giả cũng không nguyện ý. Không nói cái khác, liền nói đan dược kia, mua giả không chỉ không thể để cho người đột phá, còn sẽ hạ độc chết người. Dùng tiền tự tìm cái chết, ai sẽ đi làm? Trước đó, mọi người biết rõ đồ vật của linh tài các lai lịch bất chính, nhưng còn đến, thứ nhất là tiện nghi, thứ hai, chất lượng vật phẩm có cam đoan, hiện tại ngay cả chất lượng cũng không cách nào bảo đảm, ai còn dám mua? Cho nên, cái này cũng là giả, nói cách khác. Đây đều là hàng giả. Giải thích một hồi Trương Huyền nhàn nhạt, 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 nhìn về phía phục vụ viên cùng mặc phi cách đó không xa. Những hàng hóa này, các người bán cho ta 237 viên linh thạch thượng phẩm, giả một đền 10, hiện tại nhiều hàng giả như vậy. Đền ta 2.370 viên linh thạch thượng phẩm là được. Bồi thường hơn 2.000 viên linh thạch thượng phẩm. Giả một đền 10, người ta mua nhiều như vậy, lại dám định ra đều là giả, tự nhiên phải bồi thường. Điên rồi, nhiều linh thạch thượng phẩm như vậy, coi như bán toàn bộ linh tài các, cũng không thường nổi a. À. Bồi thường nổi hay không là một chuyện, ai bảo ngươi gào to giả một đền người. Hiện tại phát hiện nhiều hàng giả như vậy, ai cũng không có cách nào. Nghe được lời của thanh niên, tất cả mọi người giật nảy mình. Nhiều hàng giả như vậy, thật muốn giả một đền người, hơn 2.000 viên linh thạch thượng phẩm, đừng nói linh tài các không bỏ ra nổi, coi như hoàng thất của Hồng Viễn đế quốc cũng quá sức nhưng ở trước mặt nhiều người như vậy bị phát hiện hàng giả không bồi thường danh dự của linh tài các tất nhiên tổn hao về sau cũng không cần tiếp tục mở cửa lợi hại hai mắt tôn cường tỏa ánh sáng trước đó nói muốn tìm phiền toái hắn một mực không biết làm sao sợ bị ném đi giờ mới hiểu được thiếu ra đáng sợ nếu như vừa đến liền chém chém giết giết không có chiếm lý chút nào đối phương xử trí như thế nào cũng được mà bây giờ tìm ra nhiều hàng giả như vậy ngươi lại nói giả một đền mười. Hết thảy theo quy tắc lại nói. Nhìn ngươi giải quyết như thế nào? Coi như chuyện này tìm tới danh sư đường, cũng là đối phương có lỗi. Đền khẳng định không đền nổi, coi như đền, linh tài các này cũng khẳng định chơi xong. Không bồi thường danh khí tổn hại, nhiều hàng giả như vậy, đoán chừng về sau cũng không có người còn dám tới mua đồ. Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Đến cùng muốn làm gì? Những đạo lý này rất dễ dàng nghĩ thông suốt, phục vụ viên cũng hiểu được, sắp muốn khóc. Vốn cho rằng là khách hàng lớn, về sau có thể áo cơm không lo, hiện tại xem ra, quả thực chính là tai tinh, làm không cẩn thận bát ăn cơm của hắn cũng sẽ mất. Ta là ai? Ta chính là tới mua đồ, các người bán cho ta nhiều hàng giả như vậy, chẳng lẽ không muốn đền? Trương huyền nhướng mày, cười vô cùng hòa khí. Trương 1367, ta bảo vật ở đâu? Một, Ta, thân thể phục vụ viên run rẩy. Linh tài các, buôn bán nhiều năm như vậy, đều không có người nói qua hàng giả nhiều, đến trong miệng người này rõ ràng đều là giả. Vốn nghĩ là ngu ngốc cái gì cũng không hiểu, mặc hắn xẻ thịt, hiện tại mới hiểu được, đây là giả heo ăn thịt hổ, cố ý tới quấy rối. Nhanh mời các chủ đến, chuyện này chỉ có hắn mới có thể giải quyết. Mặc phi như già mười mấy tuổi, nhịn không được nói. Hắn thân là giám bảo sư, biết đối phương nói những chuyện kia không có sai lầm nghiêm ngặt dựa theo giám định thư ghi chú đi cân nhắc quả thực có hiểm nghi lừa gạt người mua nói là hàng giả cũng không đủ nói cách khác đối phương thật muốn cắn giám định thư bắt đền bọn họ ai cũng không giải quyết được chỉ có các chủ mới có thể giải quyết vâng lúc này phục vụ viên mới phản ứng vội vã lui ra ngoài không lâu sau một trung niên lạnh lùng đi nhanh tới người này thân hình cao lớn hình thể hơi béo, hai mắt mang theo u ám, vừa nhìn liền biết là loại lạnh lùng hung ác. Mặc dù khí tức trên thân dương mà không phát, nhưng cho người ta một loại cảm giác siêu phàm, chỉ sợ đã đạt đến thánh giả, ít nhất cũng là bán thánh. Cũng đúng, không có cường giả như vậy tỏa chấn, chỉ bằng vào linh tài các, cướp đoạt khắp nơi, thu mua hàng lậu, làm sao có thể tồn tại ở Hồng Viễn Thành. Là ngươi nói, những vật này đều là hàng giả. Đi tới trước mặt, lạnh lùng nhìn về phía thanh niên cách đó không xa, trung niên nhân híp mắt lại. Xem ra trên đường tới, đã nghe phục vụ viên nói tỉ mỉ. Không để ý tới thái độ của đối phương, Trương Huyền vẫy tay. Nhanh quyết định làm sao đền đi, nếu không chuyện hôm nay, có lẽ không bao lâu, liền sẽ truyền khắp cả Hồng Viễn Thành. Ngươi, siết chặt nắm đấm, hai mắt linh tài các các chủ bắn ra từng đạo sát cơ. Luôn luôn là linh tài các bọn họ đánh chủ ý người khác, lại có thể có người dám đánh chủ ý bọn hắn, còn phải bồi thường, thật không biết trời cao đất rộng. Vị bằng hữu này, ta không biết ngươi lai lịch là gì, có điều, làm người tốt nhất lưu một đường, nếu không ta sợ cuộc sống sau này, sẽ không suôn sẻ như vậy. Linh tài các các chủ hít mắt lại, khẽ nói. Người đây là đang uy hiếp ta. Trương huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn qua. Giả một đền người, đây là quy củ của linh tài các các ngươi, làm sao, thật ra hàng giả, còn muốn giết người mua. Ta không phải uy hiếp, chỉ là nhắc nhở, đường tu hành khó, cẩn thận tẩu hỏa nhập ma. Thấy đối phương không sợ hãi, căn bản không quan tâm uy hiếp của hắn, linh tài các các chủ sắp tức giận nổ tung, nhưng không có biện pháp nào. Nếu như thật sự động thủ ở nơi này, không cần nghĩ, danh dự của linh tài các bọn họ sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Danh vọng tích lũy nhiều năm như vậy cũng trôi theo nước chảy. Thật ra giả hàng. Hắn quay đầu nhìn về phía Mạc Phi cách đó không xa, truyền âm hỏi. "Ta cũng không biết, những bảo vật hắn nói qua kia, cơ bản đều thay đổi thuộc tính, so với lúc ta giám định, hoàn toàn khác biệt. Coi như nói không phải hàng giả, cũng không có người tin tưởng." Mạc Phi nhịn không được nói. Trước mặt nhiều người như vậy, tại chỗ giám định, lai lịch, thiếu hụt của bảo vật nói rõ rõ ràng ràng, xem như là thật, đoán chừng cũng không ai mua thật giống như một khôi giáp linh cấp thượng phẩm phòng ngự giá trị cực cao, phòng ngự vô địch, chỉ cần mặc vào, có thể chống lại cường giả hóa phàm cửu trọng công kích, nhưng thiếu sót bị tên này nói, còn nói làm sao có thể phá vỡ phòng ngự. Như vậy còn có ai lại đi mua một đồ vật trăm ngàn chỗ hở? Nói cách khác, những bảo vật này, coi như không giả, đủ loại sơ hở, thiếu sót bạo lộ ra, cũng thay đổi thành giả. Đáng giận, nghe được mặc Phi thừa nhận, ánh mắt của linh tài các các chủ trầm thấp đáng sợ thương nghị xong chưa, xong liền bồi thường đi, những bảo vật này, giá trị 237 viên linh thạch thượng phẩm, giả một đền 10, chính là 2370 viên, như vậy, ta cho các người yêu đái, xóa đi số lẻ, cho ta 2.000 viên linh thạch thượng phẩm, chuyện này coi như xong. Nếu không, ta sẽ lập tức xin danh sư đường tới chủ trì công đạo. Nói các ngươi lừa gạt khách hàng, dùng hàng giả hại một vị danh sư. Trương Huyền thản nhiên nói. Ngươi là danh sư, con người của linh tài các các chủ co rụt lại. Danh sư đường chấn thủ địa vực, thủ hộ một phương bình yên, dựa theo đạo lý bình thường, chỉ cần không làm ra sự tình vi phạm nhân tộc, căn bản sẽ không thụ lý, nhưng nếu như liên lụy đến một vị danh sư, liền khẳng định sẽ tham gia. Đây là quyền lợi danh sư cần hưởng thụ. Một khi danh sư đường tới, sự tình bọn họ ép mua ép bán, làm không cẩn thận sẽ dò gì, toàn bộ linh tài các cũng bởi vậy gặp tai nạn. Trước đó mặc dù không ít người biết hành động của bọn họ, nhưng thứ nhất không chứng cứ, thứ hai bị đánh quan hệ, không muốn truy đến cùng mà thôi. Danh sư Đường thật muốn động thủ, lại bí ẩn cũng có thể tra rõ ràng, khó mà đào thoát. Không sai. Trương Huyền thản nhiên nói. Bằng chừng ấy tuổi, xem như danh sư, đoán chừng cũng chỉ là học viên của học viện. Sau khi hết khiếp sợ, như nhớ tới cái gì, linh tài các các chủ hừ một tiếng. Học viện nhiều học viên như vậy, ra ngoài thí luyện, mất tích một hai cái, chỉ sợ cũng không người biết được. Học viên của danh sư học viện, mặc dù cũng là danh sư, nhưng học viện vì bồi dưỡng học sinh, quy tắc đặt rất cường thế, cho dù có nguy hiểm, cũng rất ít ra mặt. Học viên của học viện Đông Đảo, mất tích một hai cái, quả thực không tính là gì, có điều, thật không tiện, thuần thú học viện mi viện trưởng cùng luyện khí học viện triệu viện trưởng, chỉ sợ sẽ không nghĩ như vậy. Cười nhạt một tiếng, Trương Nguyên khẽ đảo cổ tay, lệnh bài của hai vị trưởng lão xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Dù sao có thứ này, dựa thế một chút cũng không sao. chương 1368, ta bảo vật ở đâu? Hai, là lệnh bài tư nhân của mi viện trưởng, triệu viện trưởng. Thật, nhìn thoáng qua, thân thể mặc phi chấn động, vội vã truyền âm. Mi viện trưởng, triệu viện trưởng là một trong thập đại trưởng lão, không chỉ ở Hồng Viễn Đế Quốc, ở trong đế quốc nhất đẳng cũng có uy danh hiển hách, đồng thời đưa lệnh bài cho vị này. Có thể thấy được quan hệ. Thật, vốn cho rằng đối phương chỉ là học viên bình thường, uy hiếp một chút liền thôi, không nghĩ tới người mang lệnh bài của hai đại viện trưởng, linh tài các các chủ tức giận đến sắp nổ tung, nhưng không có biện pháp nào. Tốt, ta cho người thời gian uống cạn chung trà suy nghĩ, không bồi thường tiền, hiện tại ta liền đi danh sư đường, vừa vặn mạc đường chủ cùng ta quan hệ không tệ, ta để hắn giúp ta chủ trì công đạo, hẳn là sẽ rất vui vẻ đáp ứng. Thu hồi lệnh bài, Trương Huyền duỗi lưng một cái. Đối phương đã dám đối phó người của hắn, vậy liền phải tiếp nhận áp bách của mình. ngươi không phải không kiêng nể gì cả sao. Vậy thì tốt, ta liền dùng thân phận danh sư tới dọa ngươi, để ngươi quân lính tan giã. Một chén trà, linh tài các các chủ muốn nổi giận lại không dám. Một bên phục vụ viên như nghĩ tới điều gì, vội vàng đi tới trước mặt, truyền âm nói vài câu. Nghe được hắn nói, các chủ thở phào nhẹ nhõm, lần nữa nhìn lại. Không cần chờ một chén trà, chúng ta đền. Đền, thật đền. Hai ngàn viên linh thạch thượng phẩm, đừng nói linh tài các, toàn bộ hồng viễn đế quốc cầm ra được sao. Nghe được linh tài các các chủ đột nhiên cải biến thái độ, quyết định phải bồi thường, mọi người đều sững sờ. Không chỉ như thế, ngay cả Trương Huyền cũng có chút ngoài ý muốn. Kỳ thật hắn đã làm ra ứng đối khi đối phương không bồi thường, biết có thể sẽ hao tổn một đoạn thời gian, nằm mơ cũng không nghĩ tới, vậy mà trực tiếp đáp ứng. Người mới cho hắn một viên linh thạch thượng phẩm, mua một chuôi thanh đồng giản, bảo vật khác mặc dù nói muốn mua, nhưng không giao tiền. Nói cách khác, chỉ hoàn thành một vụ giao dịch, chúng ta giả một đền người, cho người 10 viên linh thạch thượng phẩm là được. Linh tài các các chủ khoát tay chặn lại, nói một tiếng còn không mau cầm 10 viên linh thạch thượng phẩm tới. Vâng, phục vụ viên nhẹ gật đầu, vội vàng lui xuống, không lâu sau lấy tới 10 viên linh thạch thượng phẩm, linh khí chấp động, tản mát ra ánh sáng kinh người, đưa tới cho Tôn Cường. Cái này, Tôn Cường sướng sờ, thu cũng không phải, không thu cũng không phải. Mặc dù vừa rồi thiếu ra nói muốn mua nhiều bảo vật như vậy, lại không trả tiền, từ đầu đến cuối, cũng chỉ thanh toán một viên linh thạch thượng phẩm, đối phương chui chỗ sơ hở này, giả một đền người, chỉ giao dịch một viên, đền ngươi 10 viên, mặc dù rất buồn bực, nhưng còn có thể trả nổi. Có thể nói, đối phương làm như vậy, không coi là không tuân theo quy định. Thiếu ra, không biết như thế nào cho phải, quay đầu nhìn về phía Trương Huyền, lại thấy hắn cũng không tức giận, ngược lại cười nhạt một tiếng. Người khẳng định muốn cùng ta chơi như vậy. Vị danh sư này nói gì vậy, mặc dù linh tài các chúng ta kém, nhưng cũng tuân thủ quy củ, ngươi chỉ cho một viên linh thạch thượng phẩm, chúng ta dựa theo ước định bồi thường 10 viên, đã công bằng công chính, chuyện này coi như về sau nháo đến danh sư đường, chúng ta cũng không có không tuân theo quy định. Linh tài các các chủ ngoài cười nhưng trong không cười. Ngược lại là ngươi, thân là danh sư, không mua đồ, liền muốn lừa bịp chúng ta 2.000 linh thạch thượng phẩm, chuyển đi, thanh danh cũng không tốt lắm đâu. Từ trong miệng phục vụ viên biết, đối phương chỉ thanh toán một viên linh thạch, Hắn liền có kế hoạch. Nếu là giao dịch, tự nhiên phải hoàn thành mua bán, coi như chúng ta bán hàng giả, ngươi không được tiền, vẫn như cũ là của linh tài các chúng ta, chúng ta không bán cho ngươi, sẽ không cần bồi thường tiền. Xem ra ngươi là ý định không bồi, đã như vậy. Trương Huyền nhàn nhạt nhìn qua. Các ngươi giữ bảo vật của ta bán giúp, lâu như vậy cũng bán không được, ta mang đi, không tính là quá mức chứ? Bảo vật, chúng ta lúc nào bán ra bảo vật của ngươi? linh tài các các chủ nhịn không được sướng sờ cảm giác chẳng biết tại sao người ta là lần đầu tiên gặp lúc nào cầm qua bảo vật của ngươi ngậm máu phun người cũng không phải phun như vậy a à. không cầm qua trương huyền lắc đầu bảo vật đều có linh tính nhận chủ không phải sự tình một sớm một chiều loại sự tình này người người đều biết chắc hẳn các chủ cũng không xa lạ gì a à. linh tài các các chủ gật đầu mọi người chung quanh cũng lên tiếng xác nhận Bảo vật nhận chủ khá là phiền toái, có ít người mua bảo bối đến tay thật nhiều năm, cũng không thể để nó ngoan ngoãn nghe lời. Vậy liền đơn giản, bảo vật của ta, tự nhiên sẽ nghe lời ta, điểm ấy không cần giải thích, mọi người cũng có thể nhìn ra được. Thân thể đứng thẳng tắp, Trương Huyền nhíu mày, mang theo một cỗ khí thế đâm thủng bầu trời, đột nhiên mở miệng, tựa như chuông lớn. Bảo bối của ta ở đâu? Còn không qua đây bái kiến chủ nhân. Xoạt, tiếng nói kết thúc chung quanh một đống lớn vũ khí, nhao nhao bay lên, đồng loạt vây hắn lại. Chương 1369 cũng là của ta. Một, Đây là cử động của bảo vật sau khi nhận chủ mới có. Náo loạn nửa ngày, những bảo bối này đều là của hắn. Khó trách biết thật giả rõ như lòng bàn tay. Linh tài các là hắn mở a, à. những bảo vật này cũng là đáng giá nhất, nếu như của hắn, linh tài các liền không sai biệt lắm bị lấy sạch. Nhìn thấy vũ khí, Bảo vật đột nhiên bay lên, tất cả mọi người xứng sở tại nguyên chỗ. Chính là trường kiếm, dây sắt, khôi giáp, lô đỉnh. Vừa rồi thanh niên kia dám định qua, cả đám lơ lửng ở chung quanh, sao động vang lên, tựa như thật vất vả thấy được chủ nhân, không nguyện ý tách rời. Linh tài các, bảo bối chân quý nhất đều ở nơi này, nếu như đều là của thanh niên kia. Như vậy bảo khố danh chấn hồng viễn thành, liền không còn vật gì. Bảo bối giá trị bảy. Tám thành đều là của thanh niên kia. Thật hay giả? Trung niên nhân cách đó không xa không phải các chủ, người mới là các chủ a. Thiếu gia, thật hung ác. Miệng Tôn Cường co lại. Thiếu gia có năng lực để bảo vật nhanh chóng nhận chủ, hắn là biết đến, vừa rồi thời điểm giám định bảo vật, vừa giải thích vừa sờ, đoán chừng chính là lúc đó để tất cả mọi thứ đều nhận chủ. Đối phương ngoan ngoãn bồi thường tiền ngược lại cũng thôi, không bồi thường tiền. Chuyển không của cải a những binh khí này đều nhận chủ, nói người đoạt của ta, tuyệt đối không có người hoài nghi. Ngươi, ngươi, quả nhiên, linh tài các các chủ nhìn thấy binh khí của mình, ngoan ngoãn nghe thanh niên nói, suýt chút nữa tức chết. Những binh khí này, là hắn hao tốn đánh đổi to lớn thu mua, cũng là vật vô chủ, làm sao toàn bộ nhận chủ. Bảo vật nhận chủ, là chuyện rất phiền phức, không có thời gian tích tụ, là không có khả năng thành công. Nhiều binh khí đồng thời nhận chủ như vậy, nói rõ một vấn đề cái kia chính là đối phương vốn chính là chủ nhân của những binh khí này cảm giác một ngụm máu tươi đặt ở trong cổ họng sắp phun ra vì mua sắm những binh khí này linh tài các vay rất nhiều thật muốn bị đối phương lấy đi có thể đoán được đế quốc thương nghiệp duy trì không biết bao nhiêu năm sẽ sụp đổ trong nháy mắt không chỉ không có tiền sẽ còn mắc nợ vô số chư vị đều thấy được những bảo vật này đều là của ta kết quả bị linh tài các cướp đi, sau khi đòi không có kết quả, mới ra hạ sách này, chỉ muốn lấy về bảo vật, để bọn chúng trở lại bên cạnh ta. Thanh âm vang vang, trương huyền nghĩa chính ngôn từ. Muốn lấy về bảo vật, trở lại bên cạnh ngươi, phốc, linh tài các các chủ rốt cuộc nhịn không được, phun ra máu tươi. Con mẹ nó, đây đều là của ta, của ta, rõ ràng là ngươi đến phá quán, tới quấy rối. Ta đã bồi thường 10 viên linh thạch thượng phẩm, còn muốn chuyển không nhà của ta. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta con mẹ nó đắc tội ngươi chỗ nào, lại quyết tâm đẩy ta vào chỗ chết. Những bảo vật này đều là của ta, ta liền mang về, tôn cường, chúng ta đi. Ngay thời điểm hắn buồn bực, chỉ thấy thanh niên trước mắt đưa tay chụp một cái, thu bảo vật bay lượn đầy trời vào chữ vật giới chỉ, vẫy tay một cái, muốn cùng tôn cường rời đi. Ngươi, đứng lại cho ta. Thấy tên này xoay người rời đi, khí tức trên thân rốt của kìm nén không được, linh tài các các chủ rít lên một tiếng, lực lượng đạt tới thánh giả không còn che lấp, bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát ra công kích chí mạng. Làm sao, muốn cứng rắn đoạt, người hẳn phải biết, kết cục khi cứng rắn đoạt bảo vật của một vị danh sư. Trương Huyền không sợ chút nào, thần sắc lạnh nhạt xoay đầu lại. Cứng rắn đoạt đồ vật của danh sư, hơn nữa ở trước mặt nhiều người như vậy, một khi truyền đến danh sư đường, tuyệt đối có thể trực tiếp thẩm phán coi như hắn là thánh giả, chỉ sợ cũng sẽ bị hủy bỏ tu vi, thậm chí. Sử tử, ta, thân thể linh tài các các chủ nhoáng một cái, lộ ra vẻ dữ tợn. Ta sẽ không cứng rắn đoạt, có điều hôm nay người muốn rời đi, nhất định phải lưu bảo vật lại, người đâu. Xoạt, nương theo tiếng la, đội chấp pháp trước đó đồng loạt chặn lại lối ra, cả đám tay cầm vũ khí, hung thần ác sát, như trương huyền thực có can đảm mang bảo bối đi, bọn họ liền sẽ xông lên mọi người xem náo nhiệt thấy hai bên sắp đánh nhau cả đám bị dọa đến mặt như màu đất run lẩy bẩy sớm biết nhìn náo nhiệt làm gì cái này xong đường đường linh tài các các chủ lại muốn trắng trợn ăn cướp nhìn thấy đối phương dương cung bạt kiếm bất cứ lúc nào cũng sẽ công kích trương huyền cũng không vội ngược lại than thở một tiếng nói thật vốn ta còn nghĩ làm người lưu một đường không lấy đi toàn bộ bảo vật thuộc về mình lưu cho ngươi một chút người đã vô sỉ như thế, cũng đừng trách ta không khách khí. Ánh mắt lộ ra thất vọng, Trương Huyền đi về phía trước, thân thể nhoáng một cái, đi tới quầy hàng cách đó không xa, nhìn về phía một chiếc chùy sắt đang trưng bày, vỗ nhẹ nhẹ hai lần. Đây là của ta. Ngay sau đó thân ảnh như điện, đi tới trước một món bảo vật khác, vỗ nhẹ nhẹ qua. Đây cũng là của ta. Vẫn là của ta. Vẫn như cũ là của ta. Cũng là của ta. Thời gian nháy mắt, liền chụp hơn 10 loại. Linh tài các các chủ đăng kỳ quái tên này lại làm cái quỷ gì, liền thấy hơn 10 kiện bảo vật kia đột nhiên chấn động, phát ra thanh âm nhận chủ, cả đám lơ lửng lên, theo sát ở sau lưng thanh niên. Ta sát, linh tài các các chủ điên rồi. Tên này không chỉ lấy đi đại bộ phận bảo bối của linh tài các, còn muốn cướp sạch a hát. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ không cần 5 phút đồng hồ, linh tài các sẽ không còn bảo vật gì. Con mẹ nó, chương 1370, cũng là của ta. Hai, ngăn lại hắn. Hắn gào thét một tiếng. Âm âm, nghe được phân phó, rất nhiều hộ vệ vò tới trương huyền, muốn ngăn trở, liền thấy trước mắt lít nha lít nhít bảo vật bay tới, đổ ập xuống bọn hắn. Bảo vật hộ chủ, những hộ vệ này muốn ngăn cản đối phương, phải trước xông qua những bảo vật này hình thành chướng ngại. Mặc dù bảo vật không có người điều động, uy lực không mạnh, nhưng đây đều là đồ vật của linh tài các, bọn họ chỉ là hạ nhân, không dám quá mức mạnh tay, sợ làm hư hao. Các chủ, hộ vệ đội trưởng nhịn không được nói. Tất cả đều tránh ra cho ta. Linh tài các chủ cũng nhịn không được nữa, bàn tay bỗng nhiên chảo một cái, lực lượng của cường giả thánh cảnh không hề che giấu bạo phát ra, khi tức cuồng bạo chèn ép, các bảo vật lơ lửng, tất cả đều chấn động, keng 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 rơi xuống. Bùm bùm rơi đầy đất. Người muốn làm gì, hư hại bảo bối của ta, phải bồi thường. Trương Huyền ngừng lại, nhướng mày. Đền, đền nguội nguội người a hát. Linh tài các các chủ hoàn toàn bị chọc tức, lại không còn thái độ cao cao tại thượng của thánh giả, ngược lại chửi ầm lên. Đây đều là bảo bối của ta, người không biết dùng yêu pháp gì, vỗ một cái liền nhận chủ. Bất kể nói thế nào, đều là cướp bóc, đoạt đồ vật của ta, còn để ta bồi thường, sao ra mặt dày như vậy. Hôm nay, người ở lại chỗ này cho ta đi. Càng nghĩ càng giận, lần nữa giết lên một tiếng, bàn tay chảo một cái. Âm âm, linh tài các lay động, đại môn ầm ầm đóng lại, trên mặt đất lập tức xuất hiện hai mặt tường, che chắn bảo vật quầy hàng bốn phía ở bên trong. Là cơ quan, ta đã sớm nghe nói, vì chế tạo linh tài các này, các chủ hao tốn đánh đổi to lớn, 14 người vị học sinh của thiên công học viện ngày đêm chế tạo, tốn nửa năm mới thành công. Vốn cho rằng là truyền thuyết, không nghĩ tới lại thật. Toàn bộ linh tài các là một thiên công pháp bảo, hiện tại phong bế, chúng ta còn làm sao rời đi. Ta cũng không biết, là thanh niên kia đắc tội linh tài các, các chủ hẳn là sẽ không trách tội đến trên đầu chúng ta. Vậy cũng không nhất định, thanh niên này là danh sư, linh tài các các chủ thật muốn động thủ chém giết hắn, chúng ta là người chứng kiến. Thấy các chủ nổi giận, khởi động cơ quan của linh tài các, phong bế lối ra, làm cho không người nào có thể rời đi, bên trong có không ít người, tất cả đều hai mặt nhìn nhau, dọa đến sắc mặt trắng bệch. nếu như tên này thật thẹn quá hóa giận, giết danh sư kia, bọn họ xem như người biết chuyện, chỉ sợ cũng không có kết cục tốt. dù sao, một khi tin tức tiết ra, danh sư đường tuyệt đối sẽ lập tức chạy đến, đến lúc đó chạy trốn cũng không có cơ hội. một bên vẻ mặt của tôn cường cũng trắng bệch, thiếu ra chỉ là kiều thiên cảnh, đối phương lại là thánh giả, cái này chỉ sợ chơi xong a sự tình khôi lỗi dị linh tộc cùng ngoan nhân, Trương Huyền ai cũng không có nói, xem như hắn cũng không biết rõ tình hình. Thế nào, người định chém giết một vị danh sư? Thấy đối phương khởi động cơ quan của Linh Bảo Các, Trương Huyền nhíu mày nhìn lại. Chém giết danh sư, ta còn không có can đảm này, có điều, người không trả đồ vật cho ta, ta thật sợ mình khống chế không nổi. Linh Tài Các các chủ hét. Đồ vật của ngươi, những bảo vật này, xưng ta là chủ nhân, bảo hộ an toàn của ta, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra? Ngược lại là ngươi, bảo vật của ta đặt ở chỗ ngươi lâu như vậy, thay ngươi giữ thể diện, làm sao cũng phải cho chút tiền thuê chứ? Trương Huyền thản nhiên nói. Linh tài các các chủ nhoáng một cái. Nói chuyện phiếm với tên này, càng nói càng tức, tựa như lúc nào cũng sẽ phun máu. Trả lại cho ngươi tiền thuê, ngươi đoạt đồ vật của ta, còn muốn cho ngươi trả tiền, thật coi ta khờ sao. Âm âm, chân khí hội tụ như sấm, lửa giận như thực chất, bất cứ lúc nào cũng sẽ thiêu đốt. Ta cho ngươi một cảnh cáo cuối cùng, trả đồ vật lại cho ta, ta thả ngươi một con đường sống, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Hắn rít lên một tiếng. Nếu không phải kiêng kỵ mi viện trưởng, triệu viện trưởng cùng thân phận danh sư của đối phương, khẳng định đã sớm động thủ. Dù vậy, cũng bị tức không nhẹ, sắp kìm nén không được. Không khách khí, gặp qua trắng trợn cướp đoạt, nhưng chưa thấy qua cướp đồ vật của người, còn lẽ thẳng khí hùng như thế đã như vậy ta liền nói thật a à. thấy hắn chân khí lưu chuyển bất cứ lúc nào cũng sẽ phun ra ngoài xuống tay với mình trương huyền lắc đầu đột nhiên thân thể nhoáng một cái như thiểm điện liên tục thoát ra mấy chục mét mỗi lấp lóe một cái đều dừng lại một lát bàn chân đạp trên mặt đất liên tục mấy lần mới ngừng lại trở lại vị trí cũ người muốn nói gì thấy tên này không biết làm cái quỷ gì qua lại tán loạn còn muốn lên tiếng linh tài các các chủ cắn răng hỏi. Thanh niên mỉm cười, dương hai tay. Ta muốn nói, kỳ thật, cái linh tài các này cũng là của ta. Răng rác, răng rác, một hồi thanh âm cơ quan khiêu động, ngay sau đó linh tài các to lớn lay động, linh tính vui mừng vang lên. Cái gì, linh tài các, cũng nhận chủ. Mắt tối sầm lại, các chủ trực tiếp biên rồi. Trường 1371, thu phục các chủ một Bảo vật nhận chủ, linh tài các nhận chủ xảy ra chuyện gì tên này đến cùng làm sao làm được mọi người bị khóa trong phòng cũng đần độn lúc này bọn họ cũng phát hiện thanh niên quỷ dị tùy tiện đập mấy lần bảo vật nhận chủ tùy tiện đạp mấy phát linh tài các nhận chủ người còn có đồ vật gì không có cách nào nhận chủ không khó trách vì các chủ kia sẽ điên đổi lại bọn họ hàng ổ của mình bị người khác ăn cắp cũng sẽ điên ah thiếu gia Tôn Cường càng là mí mắt xoay loạn. Vốn cho rằng thiếu gia đến tìm phiền phức, nhiều nhất làm cho đối phương biết sự tình đánh lén mình, ra chút bồi thường liền thôi, hiện tại xem ra, căn bản không phải có chuyện như vậy. Đây là muốn bứng cả nhà người ta a à. Quá độc ác. Mặc dù lão gia cũng làm việc rất ác độc, nhưng thân là danh sư, sẽ còn băn khoăn ba phần, so với thiếu gia, là kém xa. Đối phương là thánh giả, mặc dù băn khoăn thân phận danh sư của ngươi có thể nhịn một lúc, nhưng kích động như vậy, có thể sẽ nhịn không được, trực tiếp hạ sát thủ hay không. Nếu thực như thế, trừ lão ra, ai cũng cứu không được. Ta muốn ngươi chết, đang lo lắng, liền nghe các chủ quả nhiên nhịn không được, tiếng gầm gừ điên cuồng vang lên, lật tay một cái, lực lượng cuồng bạo của cường giả thánh cảnh ầm vang mà ra, đập tới thiếu gia. Thiếu gia, con người có co rụt lại, đang muốn xông qua, thay thiếu gia chống lại công kích, chỉ thấy thiếu gia nâng tay vung lên che đẩy. Nương theo hắn nói, mấy chục kiện bảo vật lập tức bay lên, ngăn ở trước mặt, cùng thời khắc đó, mặt đất nổ vang, thanh âm cơ quan quay vang lên, mấy bức tường cao lớn đột nhiên từ mặt đất sinh ra, phong tỏa hai người ở bên trong. Thiếu gia thấy hắn cùng một cường giả thánh cảnh nổi điên, đồng thời bị khóa ở trong gian phòng chật hẹp, vẻ mặt tôn cường lo lắng, muốn xông vào, lại phát hiện bức tường ngăn cản hắn không biết là cái gì luyện chế thành, vô cùng chắc chắn, lấy thực lực của hắn bây giờ, căn bản mở không ra. Nguy rồi, nếu thiếu ra có chuyện bất chắc, làm sao bàn giao với lão ra. Không nghĩ tới linh tài các các chủ thật nhịn không được muốn ra tay với một vị danh sư, tôn cường gấp gáp đến muốn khóc. Không gặp được lão ra, hắn chỉ là một tiểu thương cửa hàng bình thường, cả một đời sẽ chết già ở thiên huyền vương quốc, không cách nào hiểu biết thế giới càng rộng lớn hơn. Là lão ra, để hắn thực lực đại tiến, là lão ra dẫn hắn xuất hiện không chê hắn xuất thân thấp hèn, ủy thác trách nhiệm. Tín nhiệm hắn như thế, giao thiếu gia cho hắn chiếu cố, thật muốn có việc, chết trăm lần cũng không hết tội. Thiếu gia, người nhất định không thể xảy ra chuyện gì. Toàn thân tôn cường run rẩy, dọc theo bức tường trước mắt qua lại loạn chuyển, muốn tìm địa phương chui vào, lại phát hiện cơ quan trước mắt vô cùng ảo diệu, căn bản là vào không được. Bành 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 bành, đang giàu dĩ, không biết như thế nào cho phải, liền nghe bên trong vang lên thanh âm quyền cước vào thịt thiếu gia bị đánh hốc mắt ửng hồng gấp gáp không kềm chế được không được ta nhất định phải cứu thiếu gia dù chết cũng sẽ không tiếc hắn cắn răng đang nghĩ làm sao theo vách tường tiến lên liền nghe bên trong có tiếng kêu thảm vang lên a à không đánh nữa ta sai rồi còn không được sao nghe được thanh âm này thân ảnh nguyên bản gấp gáp ngừng lại sững sờ tại nguyên chỗ đây không phải thiếu gia mà là vị các chủ kia các chủ cầu xin tha thứ chẳng lẽ thiếu gia đánh cường giả thánh cảnh tôn cường mộng bức hoàn toàn choáng váng thời gian trở lại lúc linh tài các các chủ ra tay với trương huyền biết thực lực của hắn bây giờ cho dù có những bảo vật này hộ chủ cũng ngăn cản không nổi trương huyền không chút do dự trực tiếp khởi động cơ quan của linh tài các ngăn cách mọi người chung quanh ở bên ngoài cứ như vậy Chẳng khác nào hắn cùng vị các chủ này bị nhốt ở trong một gian phòng phong kín, tinh thần cũng khó dò xét, dễ dàng giáo huấn tên này một trầu. Hô hô hô, làm xong những chuyện này, không trần chờ chút nào, cổ tay khẽ đảo, một quyển sách xuất hiện ở trong lòng bàn tay, ngay sau đó hơn 20 khôi lỗi dị linh tộc xuất hiện ở trước mặt. Đánh hắn, hắn dặn dò một tiếng. Rất nhiều khôi lỗi có kinh nghiệm cuồng ổ tử dương thú, không chút do dự, đồng loạt đi tới trước mặt các chủ đổ ập xuống liền đánh tới. Linh tài các các chủ, vốn nghĩ đánh giết một tiểu tử kiều thiên cảnh dễ như trở bàn tay, nằm mơ cũng không nghĩ tới, đối phương có nhiều thánh giả khôi lỗi như vậy, ngay cả phản ứng cũng không kịp, liền bị đánh ra mặt sưng phù, không còn nhân dạng. Thật vất vả tìm tới cơ hội muốn chạy trốn, liền cảm thấy một cỗ sát lục chi khí chuyển đến, ép tới hắn không thể động đậy, chỉ có thể bị động ăn đòn. Thực lực của hắn chỉ là thánh giả sơ kỳ, so với tử dương thú còn kém xa vạn dặm làm sao chống đỡ được nhiều khôi lỗi như vậy, thời gian qua một lát liền bị đánh hoàn toàn thay đổi, kêu thảm liên tục. Mặc dù linh tài các rất trọng yếu, nhưng so với tính mạng, khẳng định là người sau a hát. Đối phương có thể ép hắn sắp thức điên, mặt không đổi sắc, tâm tính trầm ổn có thể tưởng tượng, có thể đoán được, không cầu xin, khẳng định sẽ bị đánh chết. Hết cách rồi, đành phải mở miệng la lên. Cống hiến linh hồn, nhận ta làm chủ, có thể tha cho người khỏi chết. Đối mặt hắn cầu xin tha thứ, Trương Huyền không hề cảm xúc. Đối phương là cường giả thánh cảnh, trực tiếp giết chết, khẳng định sẽ huyên náo dư luận xôn xao, phiền phức cực lớn, nhưng lại không thể thả, suy đi nghĩ lại, chỉ có thể để cho đối phương thần phục. Thần phục, ngoan ngoãn nghe lời, liền sẽ không dò gì bí mật, bản thân cũng chẳng khác nào có cường giả thánh cảnh làm hộ vệ, không cần làm cái gì cũng dùng khôi lỗi. Khôi lỗi là đại sát chiêu sau cùng, có thể không cần tốt nhất không dùng nếu không dẫn tới cường giả ngấp nghé liền xem như hắn cũng không cách nào giải quyết nhận ngươi làm chủ linh tài các các chủ sướng sờ cống hiến linh hồn nhận chủ đây là thủ đoạn thuần thú mới có nếu như nhân loại muốn thuần phục nhân loại cần lý giải linh hồn cực kỳ cao thâm mới được trong rất nhiều chức nghiệp cũng chỉ có vu hồn sư mới có thể làm đến tên này muốn mình làm như vậy chẳng lẽ là một vị vu hồn sư chương 1372, thu phục các chủ hai Loại nghề nghiệp này không phải đã diệt tuyệt sao? Tiếp tục động thủ, đánh chết thì ngưng. Đang trần chờ không biết như thế nào cho phải, liền nghe thanh niên trước mặt tiếp tục nói. Đừng! Thấy nhiều khôi lỗi khí thế hùng hổ lao đến, linh tài các các chủ vội vàng vẫy tay. Nhận chủ mà thôi, chỉ cần có thể sống, làm gì cũng được. Trước kia hắn làm qua sơn phỉ, biết sinh mệnh chân quý, cái gì tôn nghiêm, so với sinh mệnh không đáng một đồng. Nếu có tôn nghiêm của cường giả thánh cảnh, hắn sao có thể dung túng thuộc hạ, nhìn thấy đồ tốt liền cướp đoạt. Điên cuồng thích lũy tài phú. Ta, nhận chủ. Biết không nhận chủ, hôm nay khẳng định sẽ chết ở chỗ này, các chủ cắn răng, mở miệng nói. Nói xong, linh hồn khẽ động, chia ra một chút hồn phách, ngay sau đó liền cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ thu hút hắn tới, đi vào mi tâm của thanh niên trước mắt tu vi đã tới thánh giả, đã có khống chế với linh hồn, chia ra một phần nhỏ, vẫn là rất nhẹ nhàng có thể hoàn thành. Thật mạnh, hồn phách đi vào mi tâm đối phương, lập tức nhìn thấy một hồn phách nguy nga như cự nhân, đứng sừng sững ở trước mặt, lóng lánh ánh sáng. Sắc mặt hắn trắng nhợt, giật nảy mình. Cái linh hồn này, so với thánh giả như hắn còn cao hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Cũng là nói, đơn tuần hồn thể, mình kém đối phương nhiều lắm đối phương là cự nhân mà hắn chỉ là hài tử chưa trưởng thành mà thôi chẳng lẽ thật là vu hồn sư nhưng xem như vu hồn sư cũng không cường đại như vậy đi thân thể hắn run lên mặc dù chưa thấy qua vu hồn sư nhưng nhìn qua lịch sử ghi chép biết không mạnh mẽ hơn tu luyện giả quá nhiều mà ra hỏa trước mắt hoàn toàn thoát ly phạm vi có thể nhận biết đến cùng tu luyện thế nào đến cùng là quái thai từ đâu xuất hiện hô oh, trong rung động linh hồn cùng hồn phách của đối phương dung hợp các chủ biết chỉ cần đối phương hơi chuyển động ý nghĩ liền có thể tùy tiện chém giết hắn không dám tiếp tục nói nhảm đứng dậy thần thái cung kính ôm quyền chủ nhân ân gọi ta thiếu ra đi trương huyền hài lòng nhẹ gật đầu mặc hồn sinh đã từng nhận chủ có kinh nghiệm biết phương pháp nhận chủ lại tiến hành một lần rất đơn giản vâng thiếu ra các chủ vội vàng gật đầu biết hắn đã không cách nào phản kháng trương huyền thở phào nhẹ nhóm thu ngoan nhân cùng rất nhiều khôi lỗi vào ngươi tên là gì làm xong những chuyện này hắn nhìn lại hỏi thuộc hạ ngụy trường phong linh tài các các chủ nói trường phong phá láng tên không tệ tốt ta gọi người tiểu phong đi trương huyền nhẹ gật đầu đã là hạ nhân cũng nên có cái tên cũng không thể một mực xưng hô các chủ a à. vâng ngụy trường phong vội vàng gật đầu chuyện ngày hôm nay quản tốt miệng của mình, không thể truyền ra ngoài. Trương Huyền bàn giao, yên tâm đi thiếu gia, đánh chết ta cũng sẽ không nói ra. Ngụy Trường Phong vội vàng gật đầu. Đối phương một kiều thiên cảnh, tiện tay ném ra thánh giả khôi lỗi, hơn nữa còn là hơn 20 cái. Nói ra cũng phải có người tin mới được. Ân, biết tại sao ta tìm linh tài các các người phiền phức không? Giao phó xong, biết đối phương sẽ không nói lung tung, lúc này Trương Huyền mới hài lòng nhẹ gật đầu. Thuộc hạ không biết, ngụy trường phong nghi hoặc. Rất đơn giản, linh tài các các người ngấp nghé bảo vật của ta. Mấy cái này đều là thuộc hạ của ngươi A. Bàn tay chào một cái, nóc phòng linh tài các mở ra, một con tử dực thiên hùng thú bay vào, ném xuống bốn da hỏa nửa chết nửa sống. Nhìn thấy mấy người này, ra mặt ngụy trường phong co lại. Vâng, bọn họ đánh lén hạ nhân cùng học sinh của ta, bị ta đánh thành như vậy, ngươi nhìn xem xử lý đi. Trương Huyền khoát tay áo. Mặt khác, mau chóng xử lý linh tài các một chút, đến nơi của ta chăm sóc. Yên tâm, chăm sóc tốt, ta sẽ chỉ điểm ngươi đột phá, để tu vi của ngươi càng ngày càng cao. Vâng, Ngụy Trường Phong vội vàng gật đầu. Làm hạ nhân, chủ nhân nói cái gì là cái đó, đây là chuyện không có cách nào khác. Còn đối phương nói muốn chỉ điểm hắn, hắn hơi không tin. Kiều Thiên Cảnh, nhiều nhất danh sư ngũ tinh mà thôi, có thể chỉ điểm cường giả thánh cảnh như hắn tu luyện. Nói đùa cái gì đó. Thế nào, không tin. Dường như nhìn ra ý nghĩ của hắn, Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng. Thuộc hạ không dám. Ngụy Trường Phong vội nói. Người mở linh tài các, thậm chí không tiếc cướp đoạt bảo vật, nếu như ta không nhìn lầm, là muốn cứu người A. Trương Huyền nhàn nhạt nhìn qua. Thiếu ra, thiếu ra làm sao biết. Con người của Ngụy Trường Phong co rụt lại. Chương 1373, lại quay về học Việt 1. Vừa rồi Ngụy Trường Phong thi triển võ kỹ với hắn, thông qua Thiên Đạo thư viện liền nhẹ nhõm nhìn ra vị trí thiếu hụt. Trước đó cảm thấy tên này việc ác bất tận, vì nhận được chút bảo vật, không tiếc ra tay đánh nhau, nhưng sau khi biết nguyên nhân, lại mang theo đồng tình. Đối phương cũng không phải hạng người lòng tham không đáy, mà là vì cứu người. Không cần phải để ý đến vì sao ta biết, ta chỉ nói cho ngươi, cống hiến thật tốt ta sẽ ra tay điều trị, coi như chị không khỏi, cũng sẽ giúp ngươi tìm người chữa khỏi. Trương Huyền nói, ngươi, ngươi, thân thể ngụy trường phong run lên. Đối phương nói không sai, hắn mở linh tài các, không tiếc đắc tội vô số người, mục đích đúng là siêu tập bảo vật đặc thù, cứu chữa nữ nhi bệnh nặng. Thời điểm nữ nhi của hắn còn ở trong bụng, bị thương bản nguyên, thuộc về chứng bệnh tiên thiên, tìm vô số danh y cũng không có kết quả. Vị y sư lục tinh đỉnh phong cuối cùng cho phương thuốc, để hắn nghĩ biện pháp dùng linh tính trong bảo vật kéo mệnh. Những năm này, là dựa vào loại phương pháp kia kéo dài hơi tàn. Nhưng xem ra, lại không chiếm được phương pháp trị liệu đúng đắn, cũng sống không lâu. Chuyện này chỉ ở trong vòng tròn thánh giả của Hồng Viễn Thành lưu truyền, vị này làm sao biết được. Nếu như thiếu gia có thể cứu chữa con gái của ta, Trường Phong nguyện ý máu chảy đầu rơi, muôn lần chết không chối từ nhớ tới vị thiếu gia này vô số thủ đoạn thần kỳ, trong lòng hơi động, Ngụy Trường Phong cắn răng quỳ xuống đất. Ân, ta cũng không cần người máu chảy đầu rơi, chỉ cần cống hiến thật tốt, tự sẽ có hồi báo. Khoát tay áo, Trương Huyền lập tức ném qua một hồ lô rượu. Uống. Vâng. Không biết thiếu gia có ý tứ gì, nhưng đối phương nói không dám vi phạm, Ngụy Trường Phong mở nắp, uống xong. Cô 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 cục cục. Rượu ngon tiến nhập thể nội, Lập tức cảm thấy một dòng nước nóng dạo chơi toàn thân, ngay sau đó thương thế bị khôi lỗi đánh ra, mắt Trần có thể thấy khôi phục, hoàn hảo không chút tổn hại. Đây là thánh dược chữa thương. Con người hắn co rụt lại. Mặc dù hắn là cường giả thánh cảnh, lại mở linh tài các, giá trị bản thân không ít, nhưng thánh dược chữa thương công hiệu như vậy, vẫn là chưa từng thấy qua. Uống xong là tốt rồi, nắm giữ loại vật này, có lẽ thiếu gia thật có thể cứu nữ nhi trước dọn dẹp cuộc diện rối rắm nơi này một chút đi cũng không giải thích trương huyền nói để thuộc hạ tin phục phải ân uy tịnh thi mới vừa đánh một trận tự nhiên phải cho chút chỗ tốt để hắn có chỗ trông đợi nếu không xem như linh hồn nhận chủ ngoài hợp mà trong xa phiền phức cũng không nhỏ vâng biết hiện tại công lao chưa lập thiếu gia không có khả năng ra tay cứu chị nữ nhi của hắn ngụy trường phong cũng không giàu dĩ đứng lên kẹt kẹt cơ quan khởi động, bức tường chặn hai người chậm rãi biến mất, lập tức thấy được thân ảnh đám người tôn cường. Các chủ, đội hộ vệ vội vã lao đến, nhìn thấy Trương Huyền còn đứng tại chỗ, đồng thời không bị các chủ đánh chết, vũ khí đồng loạt chỉ tới, vây quanh lấy hắn. Làm càn, ngụy Trường Phong giật nảy mình, nhướng mày. Từ hôm nay trở đi, vị này là thiếu gia của ta, các người cũng phải xưng hô thiếu gia. So với ta còn phải tôn trọng, dám vi phạm, giết không tha thiếu gia rất nhiều hộ vệ sửng sốt các chủ đây là đầu óc có vấn đề hay là thế nào đối phương bứng cả hang ổ của ngươi còn muốn gọi hắn thiếu gia trong lòng kỳ quái nhưng thấy khuôn mặt của đối phương ngưng trọng không giống nói đùa đành phải cúi đầu ôm quyền bái kiến thiếu gia cái này bên cạnh rất nhiều tu luyện giả đều choáng váng mới vừa rồi cảm thấy thanh niên này để bảo vật nhận chủ để linh tài các nhận chủ liền đủ nghịch thiên kết quả người ta ngay cả linh tài các các chủ là thánh giả cũng nhận chủ có thể khoa trương hơn một chút không thiếu ra khóe miệng của tôn cường cũng co giật mới vừa rồi còn lo lắng hắn sẽ xảy ra chuyện hiện tại xem ra suy nghĩ nhiều xảy ra chuyện chính là vị các chủ này ngay cả thánh giả cũng có thể thuần phục thiếu ra đây là muốn nghịch thiên a à. không hổ là học sinh của lão gia quả nhiên có phong thái của lão gia hắn nhịn không được cảm khái Chư vị, chuyện ngày hôm nay còn hy vọng không cần truyền ra ngoài. Ngụy Mỗ vô cùng cảm kích. An bài xong hộ vệ, Ngụy Trường Phong ôm quyền. Mặc dù những người này không biết tình huống chiến đấu vừa rồi, nhưng thiếu gia thích khiêm tốn, liền tận lực để cho người không nên truyền ra ngoài. Dù sao thiếu gia từ đều đến cuối không nói ra họ tên, những người này coi như muốn nói, đoán chừng cũng nói không ra cái gì. Yên tâm đi, chúng ta nhất định giữ mồm giữ miệng. Chúng ta luôn rất nghiêm. Rất nhiều tu luyện giả run rẩy, liên tục gật đầu. Việc quan hệ tới một danh sư cùng linh tài các các chủ, cho bọn hắn 10 lá gan cũng không dám tiết ra ngoài. Mấu chốt nhất là, coi như tiết ra ngoài, hôm nay nhìn thấy sự tình ly kỳ như thế, cũng phải có người tin tưởng mới được. Ân, người tới, những bằng hữu này bị sợ hãi, cho mỗi người bọn hắn một phần lễ vật. Chương 1374, lại quay về học viện 2. Thấy mọi người đáp ứng, Ngụy Trường Phong quay đầu phân phó. Có thể mở linh tài các ở Hồng Viễn Thành, đứng sừng sững nhiều năm không ngã, hắn tự nhiên cũng có biện pháp giao tiếp của mình. Chỉ cần những người này thu lễ vật của hắn, khẳng định sẽ không dám nói huyên thuyên. Ân, nhìn thấy Tiểu Phong xử lý chuyện giọt nước không lọt, Trương Huyền hài lòng nhẹ gật đầu. Linh tài các tự nhiên không có nhiều hàng giả như vậy, cái gọi là hàng giả đều là người khác tạo nên. Viên đan dược cấp 6 kia, coi như không có khoa trương như đối phương nói, nhưng cũng không phải độc dược, mà là thời điểm hắn cầm lấy hộp ngọc, lặng lẽ thả một đạo chân khí. Chuyên môn học qua chức nghiệp độc sư, thiên đạo chân khí có thể trong một ý nghĩ biến thành kịch độc. Năng lực như vậy, hạ độc chết một thử đan thú, tự nhiên vô cùng đơn giản, có thể lừa gạt những người khác. Nếu như có người biết chuyện xảy ra, cầm đan dược chờ thêm một đoạn thời gian, đợi chân khí ẩn núp bên trong hao hết, hiệu quả sẽ bình thường trở lại. Còn thanh đồng giản, thân là vu hồn sư, để nó không cách nào sinh ra công kích hồn phách, càng cực kỳ dễ dàng. Đằng sau cái gọi là hàng giả, đại bộ phận đều là như thế, do thiên đạo thư viện phân tích thiếu hụt, sau đó đúng bệnh hốt thuốc, để hàng thật nháy mắt biến thành hàng giả, dễ như trở bàn tay. Sự tình để vũ khí nhận chủ, thì giống như tôn cường nghĩ, thời điểm giới thiệu, hàng giả, thuận tiện thu, nếu như đối phương ngoan ngoãn bồi thường, ngược lại cũng thôi, không bồi thường tiền, liền một lần hành động bộc phát, bứng cả hang ổ đi. Trở về đi. Xử lý xong chuyện bên này, Trương Huyền không có tiếp tục lưu lại, mang theo Tôn Cường nhảy lên lưng Thiên Hùng thú, thẳng tắp bay lên không, biến mất trong tầm mắt mọi người. Ngụy Trường Phong có thể phái người đi đoạt đồ vật của đám người Tôn Cường, tự nhiên biết chỗ ở, linh hồn bị hạn chế, thu thập xong cục diện rối rắm của linh tài các, khẳng định sẽ tới tìm kiếm, bản thân cũng không cần phải tiếp tục lưu lại trở lại chỗ ở. Thiếu gia, đây là linh thạch thượng phẩm vừa rồi linh tài các các chủ cho. Trước đó Ngụy Trường Phong bồi thường 10 viên linh thạch thượng phẩm, hắn thu vào. Ân, tiện tay tiếp nhận, Trương Huyền hài lòng nhẹ gật đầu, bàn giao một câu. Vấn đề tiền có thể không cần cân nhắc, lại đi tìm tiểu viện lớn một chút. Hiện tại không thiếu tiền, tự nhiên phải ở khá hơn một chút. Nói thật, nơi này thực sự quá nhỏ, muốn thẩm vấn tử dương thú cũng không được. Vâng." Tôn Cường gật đầu. "Hiện tại các ngươi tu luyện, linh thạch thượng phẩm còn không cần đến, những bảo vật cùng đan dược này, ngươi nhìn xem xử lý, nếu như có thể tăng thực lực lên thì mau chóng tăng lên." Cổ tay khẽ đảo, từ linh tài các lấy được bảo vật đều xuất hiện. Tôn Cường tiếp nhận, lần nữa gật đầu. Lần này đi linh tài các, nhận được không ít đan dược bảo vật cho mấy người Trịnh Dương sử dụng, trong thời gian ngắn tiến bộ khẳng định rất lớn. "Đúng rồi thiếu gia." hôm nay ta ra ngoài đi dạo, phát hiện một tiểu viện rất thích hợp yêu cầu, cách học viện rất gần, công trình cũng đầy đủ, chỉ là mới vừa bị người khác mua đi. Nhớ tới một việc, Tôn Cường nói, mua đi liền không có biện pháp, Hồng Viễn Thành rất lớn, tìm mấy tiểu viện rộng rãi không khó lắm. Trương Huyền nói, đối phương mới vừa mua, chắc chắn sẽ không chuyển nhượng, cùng vấp phải chắc trở, không bằng tìm cái khác, dù sao nhóm người mình cũng không phải đặc biệt gấp. Ân, mấy ngày nay có việc liền để tử dực thiên hùng thú liên hệ ta, thực sự không được thì liên hệ các chủ tiểu phong. Trương huyền bàn giao. An bài xong, lúc này mới bước lên lưng thú bay về học viện. Sự tình bên này kết thúc, cũng nên đi kinh hồng viện, mà âm viện tìm thư tịch nhìn. Tiên thiên thai độc trong vô hồn, không sớm xử lý một chút, sẽ thêm ra rất nhiều biến cố không thể dự đoán. Trở lại khu tinh anh, để thiên hùng thú về phủ đệ, đang định tìm người hỏi thăm vị trí của ma âm viện hoặc kinh hồng viện, liền nghe đến tiếng đập cửa liên tiếp. Mở cửa xem xét, chỉ thấy đám người nhược hoan công tử, la tuyền, tống siêu đứng ở bên ngoài. Bọn họ được đám người bạch sư mang về học viện, đã sắp xếp chỗ ở xong xuôi, nghe nói Trương Huyền ở chỗ này, liền đặc biệt tới thăm hỏi. Trương Sư, hôm nay tất cả mọi người đi bái sư, người đi chưa? Hàn Huyên vài câu, nhược hoan công tử nhịn không được hỏi còn chưa đi. Trương Huyền lắc đầu. Hắn không có ý định bái sư, dù sao lên khóa hay không đối với hắn không có gì khác nhau, chỉ cần cho đọc sách là được. Chúng ta cũng không đi, đặc biệt tới tìm ngươi, muốn nghe xem ý kiến của Trương Huynh, bái nhập môn hạ ai tốt nhất. Nhược hoan công tử cười nói. Luận tuổi tác, hắn cùng đám người la tuyền, đều lớn hơn Trương Huyền, có điều thế giới này thực lực phi tôn, xưng hô Trương Huynh, xem như một loại tôn trọng. Cái này, ta cũng không rõ ràng. Trương Huyền nói, hắn làm sao biết bái nhập ai tốt nhất, hắn lại không có ý định bái sư A. À. Người không rõ ràng, cái này sao có thể, chúng ta là nghe nói, mi trưởng lão tự mình muốn thu ngươi làm đệ tử, ngươi cũng cự tuyệt. Đám người la tuyền mặt mũi không tin. Hôm qua bọn họ vừa đến học viện liền nghe những học sinh mới nói. Vị trương sư này nghĩa bạc vân thiên, phân học phần của mình cho mọi người, nhận được nghi trưởng lão yêu ái, ý định thu làm học sinh, kết quả lại cự tuyệt. Người ngay cả mi trưởng lão cũng không nguyện ý bái sư, chẳng phải có nhân tuyển tốt hơn sao. Ta bây giờ còn chưa đi nghĩ những thứ này, các người có nhân tuyển thích hợp. Nói ra nghe một chút, ta tìm người giúp các người hỏi thăm. Trương Huyền mỉm cười nhìn qua. Mấy người này đặc biệt tới, chỉ sợ là có ý kiến, bằng không thì cũng không nói muốn nghe ý kiến của mình. Tân sinh cái gì cũng không hiểu, không cách nào biết lão sư tốt xấu, Hắn không giống, hoàn toàn có thể tìm đám người lạc thất thất, Ngọc Phi Nhi hỏi một chút, tìm đám người mi trưởng lão hỏi thăm, chắc hẳn cũng sẽ nói rõ. Nếu không đi tìm những học sinh của quản lý khu tinh anh kia hỏi thăm, khẳng định cũng sẽ trả lời. Mặc dù đến học viện thời gian không dài, nhưng con đường rộng hơn đám người nhược Hoan công tử nhiều lắm. Chương 1375, Thương Nguyệt hội 1. Như vậy a, à, hôm nay lão sư của 10 đại học viện tuyển nhận học sinh đều sẽ đi đài giảng bài công khai khóa một tiết. Chúng ta hy vọng trương sư có thể cùng chúng ta đi xem, tầm mắt của ngươi rộng mở, giúp chúng ta lựa chọn, sẽ cực kỳ phù hợp. Nhược hoan công tử có chút lúng túng mở miệng. Bị ra hỏa trước mắt này liên tục đả kích đã quen, biết bản lĩnh cùng nhãn lực của tên này. Nếu để cho hắn hỗ trợ chọn, khẳng định tốt hơn nhóm người mình chọn nhiều. Học viện bái sư chỉ có 3 ngày, một khi tìm không thấy thích hợp, sau này sẽ nhận hạn chế, suy đi nghĩ lại, mấy người vẫn cảm thấy phiền phức trương huyền một chút. Dù sao cùng một nơi tới, xem như quen thuộc. Vị trương sư này nếu bàn về nhãn lực, thì còn cao hơn đám người hồng sư không ít. Đài giảng bài, công khai khóa. Trương huyền sướng sờ. Hắn đi tới học viện, khảo hạch luyện khí sư lục tinh, cũng không rõ ràng còn có chuyện như vậy. Đài giảng bài là địa phương trung tâm nhất của danh sư học viện, tiến hành một ít loại hình thi đấu đều sẽ tới đây cũng là nơi không ít học sinh giải quyết mâu thuẫn, tương tự tỉ thí đài ở những nơi khác. Còn công khai khóa, trước đó thời điểm ở Hồng Thiên học viện làm lão sư, liền nghe nói qua. Chính là ở tiết này ai cũng có thể tới quan sát chương trình học, như vậy cũng có thể biểu hiện ra năng lực giảng bài của lão sư. Trước đó công khai khóa, cơ bản đều là lão sư quan sát lão sư, học tập lẫn nhau, học viện này thế mà để lão sư trực tiếp đi dạy, học sinh quan sát xong lại tuyển chọn nghe rất không tệ như vậy lão sư tốt thu học sinh sẽ càng ngày càng nhiều mà lão sư kém có khả năng một cái cũng không thu được xem như một loại cạnh tranh lành mạnh đúng vậy trương sư muốn đi xem không mấy người trông mong nhìn qua thấy mấy người như vậy biết là muốn mình đi qua giúp bọn hắn nghĩ biện pháp dù sao nhiều danh sư như vậy đồng thời giảng bài đổi lại ai cũng sẽ hoa mắt khó phân biệt tốt cùng đi qua đúng lúc cũng muốn nhìn xem trình độ giảng bài của danh sư học viện suy tư một chút trương huyền nhẹ gật đầu tất cả lão sư đều chạy đến công khai khóa kinh hồng viện ma âm viện khẳng định cũng có người đi muốn tìm thư tịch nhìn đoán chừng cũng không dễ dàng còn không bằng đi nhìn đối phương dạy như thế nào cũng dễ so sánh có quyết định liền không xoắn suýt nữa mấy người rời tiểu viện đi về phía đài giảng bài đài giảng bài cách khu tinh anh hơi xa nhưng thực lực mọi người đều không yếu, không bao lâu liền đến gần. Từ xa nhìn lại, dòng người cuồn cuộn, người ta tấp nập. Hôm nay ba vạn tân sinh đều sẽ tới nơi này nghe giảng bài, lựa chọn lão sư, cũng có không ít lão sinh chạy tới xem náo nhiệt, đài giảng bài rộng lớn, dương mắt nhìn lên, bị bầy người chiếm hết, lít nha lít nhít, lần đầu tiên tới, là tìm không rõ phương hướng. Vì để cho tân sinh dễ dàng nghe lão sư giảng bài, đài giảng bài của học viện chuyên môn chia cắt thành một thông đạo hẹp dài, chỉ cần dọc theo đường đi vào trong, liền có thể nhìn thấy tất cả lão sư, nghe được tất cả nội dung bài giảng. Nhược hoan công tử sớm liền nghe kỹ càng, còn chưa tới gần liền giới thiệu. Theo hắn nói, Trương Huyền nhìn lại, quả nhiên thấy nơi xa có một dòng người thô to, dọc theo thông đạo nào đó chậm rãi đi về phía trước. Mà đài cao hai bên, lại có lão sư giảng bài, khoảng cách xa, nghe không được nội dung, nhưng có thể nhìn thấy mọi người dưới đài nghe như si như say, không cách nào tự kiềm chế. Lão sư của danh sư học viện hầu như đều đạt đến lục tinh, có thể trở thành loại danh sư cấp bậc này, làm sao có thể có kẻ yếu? Coi như nội dung bài giảng không sinh động, khẳng định cũng lý giải cực sâu với tu luyện, từng câu từng chữ đều tự mang chuẩn mực, để cho người ta vừa nghe xong liền được lợi rất nhiều. Các vị học đệ có muốn mua giáo trước công tế giải hay không? đang định theo đằng sau đám người đi vào, chỉ thấy một thanh niên tiến lên đón, ngăn ở trước mặt. Trừng 30 tuổi, mặc trang phục danh sư ngũ tinh, dáng người cao gầy, như một thân trúc, ánh mắt cười rạng rỡ vừa nhìn liền biết là kẻ già đời. Giáo chức công tế giải. Trương Huyền nhíu mày. Đúng vậy, là thương nguyệt hội chúng ta chuyên môn biên soạn, phía trên có tin tức cặn kẽ của tất cả lão sư trong học viện chúng ta, đặc điểm giảng bài, hứng thú yêu thích, thành tích dạy học kỳ trước mua một bản, lại đi nghe công khai khóa, có thể so sánh tốt hơn, làm ra lựa chọn. Thanh niên nhìn chung quanh một vòng, phát hiện không có người chú ý, lúc này mới từ trong ngực móc ra một quyển sách, đưa tới, hạ giọng nói. Còn có thứ này, Trương Huyền tràn đầy kỳ quái, đưa tay tiếp nhận thư tịch, đang muốn mở ra, liền bị thanh niên duỗi tay đè chặt. Tất cả mọi người là danh sư, nắm giữ năng lực đã gặp qua là không quên được, người mở ra xem một lần, ta còn bán cho ai một câu nói muốn nhìn có thể lấy tiền mua sắm danh sư đến nửa bước ngũ tinh ngũ tinh cơ bản đều có năng lực đã gặp qua là không quên được giáo chức công tế giải này chân quý liền chân quý ở tư liệu hiếm có mở ra nhìn một chút học thuộc khẳng định liền sẽ không mua bao nhiêu tiền nhược hoan công tử nhịn không được mở miệng nếu thứ này là lão sinh chuẩn bị khẳng định hết sức chính xác có thể mua một quyển thời điểm lại lựa chọn lão sư sẽ có chỗ dựa dễ dàng hơn không ít, sẽ không đến mức như người mù sờ voi. Những tài liệu này là thương nguyệt hội chúng ta tốn hao đánh đổi to lớn mới lấy được, văn tự không quý, chi phí quý, một quyển 100 viên linh thạch trung phẩm. Không mặc cả, thanh niên nói, 100 viên linh thạch trung phẩm. Tất cả mọi người giật nảy mình. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 1375.